Thành ra cái câu sau cùng thì đồng đạo hỏi ông Năm dạy rõ cái đường tu cho thành Phật. Thì cái thành Phật này nó có nhiều cách tu, phải không? Những người mà tu thông thường đó thì từ thấp lên cao, nhân thừa thiên thừa, tức là đạo làm người là giữ ngũ giới, giữ mười giới thập ác không phạm là sanh lên cõi trời đó, rồi mới thinh nhân thừa là sống thẳng ngay cái tâm thanh tịnh không vọng niệm, mới Bồ Tát thừa, từ không vọng niệm đó phát đại nguyện độ chúng sanh là Bồ Tát thừa đó, rồi mới lên Phật thừa. Phật thừa thì không cần trải qua mấy cái kia nữa, sống thẳng ngay sắc thật của mình, ngộ ngay Phật của mình thì thành Phật, rồi độ chúng sanh đều thành Phật hết. Đó là Phật thừa, tối thượng thừa. Thì bây giờ cái hoàn cảnh xã hội đi đến cái lúc ly loạn, thế giới này đang bùng nổ chết chóc, cho nên Đức Thầy khai ngộ cho tôi. Đức Thầy nó tu như đệ tử Phật hồi xưa, tu như từ lâu, từ thừa này tới thừa kia không còn kịp nữa. Ở đây tu chậm rãi chết hết. Bây giờ Thầy khai ngộ cái pháp môn tu thành Phật liền, không có thừa nào hết trơn. Như vậy đó thì mới kịp đi cơ tận diệt. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắn dài Phật nọ thích tâm. Đó, bây giờ thế giới đang bi ai rồi, đang chết rồi, bây giờ ở đây mà thừa hoài chết hết còn gì. Bây giờ thôi không có thừa gì chứ. Cái tâm ông là Phật, ông nhận ngay cái biết ông, buông hết tất cả thì đắc đạo liền, thành Phật liền, không có nói mê mốt gì cho, ngồi đây đắc đạo hết trơn, không ai đắc tôi thường cho. Thế câu số 10, đồng đạo hỏi: nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm cho đồng đạo hiểu. Nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký. Cái đó nói về cao đài giáo. Bây giờ nhập môn cao đài rồi, mình quy y thì được có cái thọ khí chứng cho mình, cũng như có cái thiên mạng vậy. Rồi chú nói lại, nhờ chú Năm nói lại câu số 10, nhập môn cao đài quy y được không? Thì kính thưa quý vị, nhập môn cao đài quy y được chứ không phải không được, nhưng mà nó là tiểu học, cho nên mình theo Thiên Chúa là trung học, theo Thầy là đại học. Cho nên theo Thầy rồi thì khỏi trở lại cao đài nữa, mà mình là cao đài thì nên quy y theo Thầy. Để tiếc là vì cái lớp đó cũng chưa phải là lớp cuối cùng. Cao đài vẫn luân hồi sinh tử, Thiên Chúa vẫn luân hồi sinh tử, chỉ có Phật mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Nó chính mấy bác tôi là cao đài dẫn xuống đây, ở Tà Thánh Tây Ninh dẫn mấy trăm người mặc đồ trắng nửa đêm xuống đây yêu cầu tôi thuyết pháp. Tôi thuyết cho mấy ông nghe rồi, ông nào mới mừng khóc khởi được. Đó là sự thật. Dạ, rồi xong rồi đó. Rồi tới câu 11 tiếp theo. Làm như thế nào mới được gọi là buông cái thân, trong khi mình đang dùng cái thân để sống và tu? Rồi, nhiêu đó. Bây giờ thường thường thì ai cũng nói buông cái thân là đạo, nhưng mà mình đương dùng cái thân này buông nó rồi sao sống được, cái ý nó vậy đó hen. Buông cái thân là buông cái chấp, mình chấp cái thân này là mình, cho nên mình mới bị nó đài đạ, mới bị nó khổ đau, mới bị nó luân hồi sinh tử. Mình mượn cái thân để lập công bồi đức, mượn cái thân để tu hành, mình là ông chủ như ông điều khiển cái thân đó. Như vậy là mình thành Phật, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Cái thân này nó hay có cái tánh phàm trần, nó sanh ra đủ thứ hết trơn, lục căn ô nhiễm lục trần, ba nghiệp tạo mười đọa. Bây giờ lấy chân nhân dẹp hết, tụi bay giang ra hết đi, tao là ông Phật, mày đừng lại quấy rối tao nữa, thì nó tạc ra hết, thì về cực lạc. Cười cái gì cứ ra rồi. Câu tiếp theo: đối với Phật tử tại gia vẫn còn trách nhiệm với con, các con còn nhỏ tuổi thì làm sao có thể buông hết được, nhưng vẫn còn chọn đạo nghĩa? Thường thường người ta lầm á, người ta nói buông cái bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con đi tu, chứ không phải như vậy. Buông là buông cái chấp, bổn phận vợ lo cho chồng, bổn phận chồng lo cho vợ, cha mẹ lo cho con, đâu có tội gì. Ai hồi nào giờ có cấm gì đó đâu. Mình làm bổn phận, mình lo chu đáo,
mà đừng ô nhiễm, đừng dục vọng, đừng ham muốn. Hồi đó mình làm ai chọc tới mình nổi nóng, còn bây giờ mình làm ai chọc tới mình nên tôi vui vẻ đó, thật đó. Cười đi thành Phật, trong chữ tôi cười và là Di Lạc đó. Giờ để con hỏi tiếp theo chú câu này. Có vị đồng đạo này nói: cư sĩ tại gia có vợ có chồng mà giải thoát được không? Tu giải thoát được không, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm. Cái này mới hay đó, ai hỏi câu đó nó hay à. Thẳng này tôi giải thích cho luôn. Bây giờ cư sĩ tại gia có vợ có chồng là ban đầu tu nhân đạo, lần lần cái mình tu trưởng thành lên, mình thấy từ lâu tạo nghiệp khổ quá rồi, lo vợ lo con rồi lo vật chất đủ thứ hết, thôi giờ chán rồi thì đủ, thôi vợ chồng mình chán tu giải thoát, thì cho cái nhà mình là cái chùa, vợ chồng là tình đồng đạo dưỡng nuôi đó, dứt ái ân quyến thuộc chuyện trọ, khắc sống khổ thương yêu đi liệt, thì thành mật ráo hết trơn, vợ cũng thành, chồng cũng thành Phật luôn. Còn không anh? Thôi vậy để đừng xin tiếp theo chút xíu chỗ này ha. Bởi vì thường thường người ta chấp là những người tu sĩ tại gia có cái giải thoát và thành Phật, nhưng mà sự thật ra là ông Năm nói đó rất là tỏ tường rồi, để cho quý vị có mặt hôm nay tại đây để mình khỏi chấp vào đó nữa, để quyết tâm để mình tu tiến tới để nâng đường liễu sanh thác tử để về quê hương xưa của chính mình, đó là Phật giới. Chứ không phải mà có vợ có chồng không giải thoát được là điều đó nghĩ như vậy là sai lầm. Rồi thì đây xin chậm dừng đi ha. Mình tu mà dễ bị lạc vào tà kiến, coi chừng mình thức hồn bay lên mà còn cái hồn nào ở đó mà lại mà quỳ lại, như vậy đó, coi chừng ngủ ấm ma, nó hiện ra do cái ác vọng tưởng. Tu thiền là phần nhiều hay ác vọng tưởng, mà ác vọng tưởng quá cái ngủ ấm ma nó hiện, sắc thọ tưởng hành thức nó hiện, do đó mà nó là 10 con ma, nó làm cho con người mình điên đảo, nó làm cho con người mình mê si, rồi nó lôi kéo vào đường sai lạc, cái điều đó rất nguy hiểm lắm. Vì vậy nhớ là cái gì nó hiện ra thay kệ nó, mình không cần biết, tôi chỉ biết tôi là cái biết thôi. Cái vật bị biết đều là cảnh bên ngoài, cái vật bị biết đều là có hình tướng, mà đã có hình tướng là giả dối, tin điều đó thì sẽ bị ma dương nó lôi kéo. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đó là lời Đức Thích Ca trong kinh Kim Cang. Bằng thấy sắc mà cầu ta, lấy sắc tướng mà cầu ta, dùng âm thinh mà cầu ta, đó là đạo tà, không phải là Như Lai. Thì bây giờ mình nhận ra được, cái tôi đang biết là Phật, cái bên ngoài không phải Phật, cái đang biết là tôi, các bên ngoài là cảnh trần, buông la tất cả thì ngủ ấm ma, không chỗ nào nó phá tán được. Tu như vậy thì chắc chắn thành công, không bị sai lạc. Rồi kết thúc. Thế câu kế: lúc chưa sanh ta, ai là ta? Lúc sanh ta ra rồi, ta là ai? Nhờ ông Năm giải dùm cho đồng đạo hiểu. Đề tài này thì hôm rồi tôi cũng có giải nhiều lần, nên bữa nay mình chỉ nói ngắn tắt thôi, cho nó mau thì giờ. Hiện bây giờ mình có biết mình là ai chưa? Nếu ngay giờ mình biết mình là ai thì chưa sanh ra biết mình là ai, lúc sanh ra rồi biết mình là ai. Còn ngay đây mình không biết mình là ai thì lúc sanh ra cũng không biết, mà sanh ra rồi cũng không biết luôn. Bây giờ chứng tỏ là chưa có trời đất, chưa có vạn vật thì cái tánh mình đã có sẵn rồi, tức là cái biết đời đời bất diệt bất sanh, ngàn muôn kiếp sau nó cũng vẫn là cái biết, dù sanh ra rồi hay chưa sanh ra, hay là đã sanh ra, có một cái một thôi chứ không có cái thứ hai. Cho nên tổ tổ thượng truyền, các tổ sư đều chỉ đưa một ngón tay là con số một, tức là có một cái biết, không có cái khác. Rồi đến đây kết luận. Câu kế tiếp: ai đang điều khiển đi, đứng, nằm, ngồi và nói chuyện, đó có phải là cái biết đang điều khiển không? Nhờ ông Nam chỉ giùm, đồng đạo để hiểu. Thường thường thì người ta cứ tìm kiếm ông Phật ở ngoài, cầu giấy ông Phật ở ngoài, chứ không chịu ông Phật của mình đó. Vì vậy mà Đức Thầy có nói: xe xua nói cười cười,
cao sâu lý diệu, vàng mười khó mua đó. Cái người đang nói cười cười là ông Phật của mình đó. Thì câu hỏi này cũng vậy, ông Phật của mình, ông đang điều hành cho mình đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, ngũ thức cũng đều là ông Phật của mình cả đó. Cho nên mình tu ông Phật của mình, thành ông Phật của mình, chứ không phải thành ông Phật Di Đà, cũng không phải thành ông Phật Di Lạc, cũng không phải thành ông Phật Thích Ca. Ông Phật Thích Ca cái tướng cũng là giả, ông Di Đà cái tướng cũng là giả, ông Di Đạt cái tên cũng là giả luôn. Mà cái biết của ông Di Đà, cái biết của ông Thích Ca, cái biết của ông Di Lạc là thật. Thì mình cũng vậy, mình cũng có cái tên giả, mình cũng có cái biết thật. Sống thẳng cái biết này, không dấu vết, không hình tướng, không tên tuổi, không sắc màu, hoàn toàn không cố chấp cái gì cả. Thì ngay đó mình đã giải thoát, ngay đó mình đã ngộ đạo, ngay đó mình hoàn toàn khỏi sinh tử luân hồi. Vậy câu kế tiếp, ăn chay có thể ăn ngủ tăng không ạ? Nhờ ông Năm cho giải dùm dùm cho đồng đạo này hiểu. Rồi, thường thường người ta hay có cái việc mê tín, cái tục truyền hay mê tín là người ta nói ăn chay không được ăn ngủ tăng, hành hạ tỏi nát, mấy cái vị đó là ngũ tăng ha. Ăn vô hồi xưa đó, cái bà Thanh Đề đó, đó bà mới bằng mấy cái bánh đó, bà cho chư tăng ăn bằng thịt, tặng cho chư tăng phạm giới, bà muốn hại chư tăng á. Rồi mấy ông tăng á, nhờ ông Chí Công Hòa Thượng, ông đắc đạo, ông biết trước, cho nên mừng cái bánh bao chai lẻ trong tay áo, nhận cái bánh bao vô rồi móc cái bánh chai ra đó, rồi đem về mới để cái bánh mặn ra, thì nó quá là hành hẹ tỏi nén kiệu rồi đó. Do đó bây giờ mấy ông nhà sư, mấy ông xuất gia rồi không có dám ăn. Nhưng mà trường hợp đó Đức Thầy có chứng minh đàng hoàng. Hồi đó kêu khí giỏi với mấy cô nấu cơm đó, làm y rang khéo lắm, mà không có dám để cái đó. Cái này phải để cái củ kiệu vô, nó có cái đuôi đó coi nó đẹp, hay gắn cái củ hành rồi coi nó đẹp. Chứ còn nắng cái con cá hay là nắng cái gì cũng được, mà không có gắn cái vô được, trộn gỏi cũng không gắn vô được. Vì vậy cử cái ngũ tăng đó, thì nghe hai người nói chuyện với nhau, người kia thì nói sao bà không gắn, người nọ nói đâu được, hành heo tối nén là cấm mà, là thịt mà. Thì cái Đức Thầy bước tới, Đức Thầy nói sở dĩ thầy không ăn tỏi, tỏi hành heo tối nén đó, thầy không ăn tỏi là vì nó nóng quá, nó hay kích thích đó, cho nên thầy không ăn. Còn cái vấn đề nếu nói hành hẹ tỏi nén mà thịt chó quá thành, thì bây giờ cứ đem thịt chó ra đào chôn coi nó có lên hành hẹ tỏi nén không. Nếu có thì là sự thật, còn không thì là mê tín dị đoan. Mình theo đạo phải chân lý chứ không có thể mê tín dị đoan được. Thì ở đây tôi xin nói với quý vị như vậy, đừng nên mê tín dị đoan. Dị đoan nhưng mà không nên ăn nhiều, mình chỉ ăn chút ít cho nó bán mùi vị thôi. Như vậy đến đây kết thúc. Thế câu kế, giác tha ta giác nào ai biết, tâm mình ngộ đạo ai có hòa trong cái biết rõ ràng, rõ ràng đâu. Tự hành viên dung. Cái câu đầu đó nó hơi sai. Phải đọc như vậy, tự giác giác tha, chứ không phải giác tha tha giác. Cái người tu mục đích chánh, dù người nào cũng vậy, trước hết phải tự giác, nhận ra cái biết của mình là Phật, sống thẳng cái biết mình là ngộ đạo, tâm thanh tịnh sáng suốt, lặng trang sáng rỡ lúc nào cũng biết. Rồi chỉ cho người khác cái tâm Phật đó, để người ta tu, người ta ngộ đạo, người ta giải thoát. Thì tự giác giác tha nào biết được. Mình làm cái hạnh tu đó tự mình biết thôi, không cần ai biết, người ta biết hay không không thành vấn đề. Mà tôi nói tôi làm giúp ích cho đời, giúp ích cho đạo, tròn bổn phận của tôi thôi. Tự giác giác tha nào ai biết là như vậy. Rồi cái sao nữa sao? Tâm mình ngộ đạo ai có hòa trong cái biết rõ ràng đặc không? Đó, rồi khi mình ngộ đạo thì chỉ có người ngộ đạo như mình mới biết, còn cái người thông thường không thể biết được.
kêu bằng đường ly vĩ ngạn vô bằng hữu, không bằng hữu đó, cũng như cái chỗ tánh Phật thì Phật với Phật mới biết, còn người ngộ đạo với người ngộ đạo mới biết, còn cái người không ngộ đạo hoặc dân tự rồi lý luận cãi cọ hơn thua đều là không biết cả. Rồi cái tánh viên dung như thế nào chú chỉ dạy dùm cho đồng đạo hiểu luôn. Thường thường ta nói cái tánh Phật viên dung, thí dụ như bây giờ chữ viên dung tức là nó hai bên nó hợp với nhau, phải không? Cũng như bây giờ thiền tịnh viên dung, vừa niệm Phật mà vừa tu thiền, nhưng mà tự chung là cái biết, sống thẳng cái biết, hòa nhập cả thiền cả tịnh đều là viên dung. Pháp lành với pháp dữ, nó không viên dung được, tại vì sao? Nó còn đối đãi, nó còn luân hồi. Còn cái tự tánh nó viên dung đầy đủ, trọn lành trọn sáng, chứ nó không dính mắc vào đâu hết. Nó ban sơ muốn tiếng a la hán là ly cảnh quyển, ly thân quyển, tức là cái thân này mình ly không còn dính mắc, ly cảnh quyển vật chất trên đời này mắt thấy tai nghe cũng lìa luôn, không dính mắc, ly tâm quyển, ly cái tâm vọng tưởng dối trá hư vọng luôn, ly thân quyển, ly cảnh quyển, ly tâm quyển, còn cái nữa đó, ly luôn cái ly đó nữa, không còn, thì hoàn toàn đắc đạo giải thoát, tức là không còn có cái ta, không còn có cái ly quyển, không còn cái pháp gì hết, cũng như quét nhà sạch rồi thì dẹp luôn cái chổi, như vậy trọn lành đạo xác, như vậy là ngộ đạo. Lên đây kết thúc. Có cái vị này hỏi, nghe hổm gà nghe ông Năm giảng về cái chỗ hiểu biết, mà khi sọt dép vô thì biết, mà mang dép đi thì quên. Đó, nhờ ông Năm giảng về cái chỗ này, vậy cho rõ ràng về cái biết chỗ này cho đồng đạo hiểu tu. Sẵn đây em chỉ dạy luôn cho. Kính thưa quý vị, đồng đạo hỏi cái lý này cũng là cái ý nghĩa sâu sắc. Khi mà lột dép ra thì biết, mà mang dép vô thì quên. Là cái ý nói làm sao biết không? Lột dép ra tức là tất cả vật chất mình mua hết trên là chân không. Mang đôi dép là chân có, mà lột dép ra là chân không. Mà chân không là diệu hữu, chân không là Phật tánh, chân không là như như bất động, chân không là cái biết hoàn toàn không dính mắc, giải quyết sanh tử luân hồi. Đó, lột dép ra thì biết, mang dép vô thì không. Tức là mình mang cái vật chất vô rồi, mang danh, mang lợi, mang tình, mang uy quyền, phú quý, mang cái chức nhà sư, mang cái chức ông đạo, mang cái chức ông Phật, ông tiên gì, có cái tên đều là giả dối hết. Thì có, mà có thì còn hư hoại, có thì còn đối đãi, có thì còn luân hồi sanh tử. Đó, cho nên hoàn toàn là không giải thoát được. Ý nói rằng mình giải thoát hoàn toàn, không dính líu gì với vật chất hết, như vậy mới tỏ ngộ. Còn dính líu một chút cũng còn luân hồi, còn không giải thoát được. Nếu tâm còn chút vọng trần cũng không đạt được quả phần như lai. Kính thưa quý vị, đến đây kết thúc. Ông Năm, con hỏi ông một câu. Ông Năm, sao mà con không ngủ, con nhắm con mắt lại thì con thấy là những cái dòng họ, ông nội, bà ngoại, ông ngoại, bà nội, ông già, bà già, con, những người mất á lại đứng trước mặt con không, là cái đó cái niềm gì với con? Đặc ví dụ như con ngồi đây nè, ngồi đây nhắm mắt lại. Nói lời, nói lời nghe không rõ. Đây gần gần nói được xa quá. Rồi, kính thưa quý vị, tiếp theo cũng có một người đồng đạo hỏi, tại sao mà có khi tôi nằm đêm tôi ngủ rồi tôi thấy ông bà cha mẹ về đứng trước mặt tôi, thì khi tôi chưa ngủ tôi vẫn có cái tâm yên lặng rồi tự nó thấy như vậy, cái đó là như thế nào? Thì hôm nay tôi xin trao đổi với quý vị, khi mà cái tâm mình yên tĩnh rồi thì tâm thấy chứ không phải là mắt thấy. Con mắt thường thì không thể thấy cái người vô hình được, trái lại cái tâm thanh tịnh thì nó thấy được. Cho nên vì lúc đó đó cái tâm của mình yên tịnh, cho nên những cái phần tử vô vi, linh hồn người ta đến là mình thấy. Thì cái đó ông bà thường đến là rất tốt, con cháu có tu thì ông bà đến để tu với con cháu, đó là rất tốt đó. Còn điều thứ hai, cái chú này nói với tôi là vô trong nhà ông, sao bỗng nhiên tôi cũng thấy các vị chư thiên đồ ở trên nữa là cõi trời như vậy, có hay không? Thì xin thưa là sự thật với quý vị,
cái trường hợp chú này cũng như cái tâm nhá nhen thanh tịnh, cho nên thấy lớt lớt vậy thôi. Còn chính tôi thì chư thiên từng đến nhà tôi mỗi ngày, ban đêm lớn luôn, là cầu pháp. Tôi từng thuyết pháp cho thư nghe, chư thiên nghe, thì chú này nói như vậy cũng là sự thật, chứ không phải là chuyện quan đường là hay là chuyện lạ gì cả. Đứng ở trên này nè, con thấy như vậy là ông đó là rõ thôi, còn nhiều lượng thấy cái hình mờ. Còn một trường hợp nữa thì cái chú nói cái con mắt nhắm lại mà thấy sáng sáng ở trước mặt chứ nó không có tối hù, thì đó là một điều chính tôi bây giờ tôi nắm, thì tôi cũng thấy có một quần trắng chân ở trước mặt, đi đâu cũng có người dẫn đường dẫn xá hết, chứ không có thấm cái là tối hù không thấy được. Thì trường hợp chú này thì cũng như giống như mới bước vô cái bước đầu, tôi là người bước cái bước xa hơn, chứ cũng vậy thôi, đại khái là như vậy. Rồi để xin tiếp theo với ông Nam một chút xíu chỗ này. Để cho những quý vị này hỏi cho hết mấy đề tài trước đi. Chú Nam với những vị đồng đạo trong nước và ngoài nước ha. Quý vị đồng đạo trong nước và ngoài nước, và cũng có nghe trên cái mà nghe chú Năm nói về thuyết giảng. Nhưng quý vị nghe rồi thì tự quý vị nghe bằng cái tâm thanh tịnh từng cái lời nói của chú Năm ha, chứ quý vị nghe mà với cái tâm vọng tưởng thì không hiểu được cái lời nói chú Năm rất là sâu sắc về chỗ cái tự tánh là giải thoát. Nhưng mà có một điều này, quý vị nghe hiểu và biết thì đừng có nên là mình tôn đưa chú Năm lên là cái chỗ là chứng và đắc ha. Sau khi cái lúc đó quý vị có một những quý vị mà đưa lên nói chú Năm là đắc pháp và quốc đạo là thành Phật gì đó, thì cái đó là sự vô tình, là quý vị đó là hại, để hại chú Năm bằng nha. Bởi vì con người mình sống thế gian này ai cũng đều là có cái bản ngã hết. Thành ra tôi mong cầu quý vị nghe hiểu biết và để tu. Và chứ cái thế giới vật lý âm dương này thì mình sống cái đời này không có chứng, không có đắc gì cả hết. Chỉ là chú Năm đây cũng có cái hiểu biết là chỗ là sâu sắc về cái chỗ giải thoát, chứ còn không có chứng đắc gì cả. Quý vị đừng có đưa chú Năm lên là ông Năm là đắc pháp hoặc là đắc đạo gì đó. Cái đó vô tình là quý vị nói gì đó thì cũng làm sự trở ngại trên đường đạo của người khác nha. Vì ai cũng có cái ngã hết nha, chứ con đôi xin lặp lại nha cho quý vị hiểu nha. Quý vị heo hiểu biết đi, rồi có những gì không hiểu thì điện đến chú Năm để chú Năm chia sẻ vào ngay cái chỗ quý vị còn thắc mắc vậy đó. Thôi chính đến đây tôi tạm dừng để trả lại cho quý vị đồng đạo cặp bên này có hỏi những cái gì đó thì hỏi chú Năm trả lời cho. Bây giờ kính thưa quý vị, mặc dù nãy giờ thì tôi cũng trả lời câu hỏi với đồng đạo, tại vì câu hỏi cao siêu thì tôi phải trả lời cao siêu, câu hỏi đại thừa thì tôi nói theo đại thừa. Còn bây giờ thì tôi cũng xin thú thật quý vị, đời luôn luôn nó có sự hèm khích. Nếu quý vị cho tôi là đắc đạo hay là tôn tôi lên thì coi chừng người ta hạ tôi xuống đó. Bây giờ quý vị đừng có cho đắc đạo hay đừng có tôn hết. Chú Năm là người hiểu đạo, tôi chưa biết thì nhờ chú Năm giải đáp cho tôi vậy được rồi, chứ tôi chưa có đắc có chứng cái gì hết. Tôi chỉ được nhờ Phật, nhờ thầy trợ duyên cho tôi mà tôi trị bệnh được, tôi nói pháp được, giúp cho là được vậy thôi, chứ tôi chưa có cái gì hết á. Quý vị cũng thông cảm điều đó. Và đồng thời trên đường tu thì quý vị cũng như tôi thì trước hết phải căn bản tu lành, đừng tu ác đó. Cái sự tu người ta sợ không dám nói, sợ tu là lên non vào rừng hay cạo đầu xuống tóc rồi xuất gia như Thích Ca, nghe nói tu ai cũng sợ, chứ thật ra không có phải. Bây giờ tôi nói một cửa chính xác nôm na dễ hiểu, đừng làm ác là tu đó. Bây giờ dứt khoát mình không làm ác, miệng không nói ác, thân không làm ác, ý không tưởng ác, sáu căn không dục vọng theo sáu trần mà tạo nghiệp tội lỗi thì người đó là tu. Rồi tu như vậy đó, từ cái cõi phàm xuyên qua cõi thánh, từ con người
tiến lên thần tiên thánh Phật. Ngược lại, nếu mình làm ác, thân khổ ý tạo nghiệp tội lỗi, 10 điều ác, 6 căn ô nhiễm 6 trần thì tạo nghiệp tội lỗi, thì đó là sa đọa, là luân hồi, là khổ đau. Như vậy cái nghĩa nôm na của sự tu dễ hiểu, dễ hành nhất là đi theo con đường lành, không đi theo con đường ác, đi theo con đường chánh, không đi theo con đường tà. Khi mà chánh tà phân minh rồi, khi mà lành dữ tốt đẹp rồi, không còn bị vướng mắc, không còn ô nhiễm nữa, thì mới nhận ra tánh Phật của mình. Tánh Phật của mình là người đang biết thiện, đang biết ác. Nó không phải thiện, nó cũng không phải ác, mà nó trùm khắp cả thiện ác, mà nó siêu lên thiện ác luôn. Cho nên nó là tinh thần, nó là Phật, nó là giải thoát sinh tử luân hồi, nó là một vị chánh đẳng chánh giác, chứ không còn ông Phật nào ngoài mình ra nữa hết. Nhớ là như vậy. Ma quỷ cũng mình, Phật trời cũng mình, địa ngục cũng mình, thiên đường cũng mình, tất cả đều do tâm, không có ngoài cái tâm này. Nhận ra cái biết này, thanh tịnh nhán lặng, như như bất động, khỏi tu ngày nào cũng là Phật. Kính thưa quý vị, đề tài đến đây kết thúc. Có chú này ở Gia Lai vô đến để gặp chú đây. Chú hỏi làm sao mà chú chỉ cho chú cái chỗ là làm sao là hàng phục vọng tâm và an trụ để chỗ chân tâm nữa đó. Rồi để cho chú giải cho chú này hiểu chút xíu nè. Trường hợp câu hỏi của cái chú ở Gia Lai Công Tâm hỏi rằng làm sao mà hàng phục cái tâm, an trụ chân tâm. Thì câu hỏi này ở trong kinh Kim Cang, ưng như thị trụ, ưng thị hàng phục vì tâm. Tức là ông là Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật làm như thế nào mà trụ tâm, làm như thế nào hàng phục được cái tâm. Cái ý là như vậy. Cho nên Đức Phật mới trả lời ha. Độ tất cả chúng sanh vô lượng, vô số, vô biên, mà thiệt vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Đó là cái ý của Đức Phật trả lời cho ông là đệ tử như vậy. Nghĩa là mình phát tâm tu là phát tâm độ tất cả chúng sanh, từ nản sai thấp quá, hữu tưởng, vô tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng, chính là chúng sanh đều độ hết. Nhưng mà mình không thấy mình có độ một chúng sanh nào cả. Đó là hạnh của Phật, đó là hạnh Như Lai. Như vậy tại sao mà độ chúng sanh mà không độ? Thì xin thưa rằng đây là tôi giải cái chỗ này để mình dễ hiểu dễ tu. Độ chúng sanh trong lòng mình chứ không phải độ chúng sanh ở ngoài. Bây giờ mình tưởng tà, đó chúng sanh, hướng cái tưởng tà này về thanh tịnh nhán lặng rõ ràng biết là đưa về cõi Phật rồi. Tưởng ác, hướng cái tưởng ác này về lành, về chỗ như như bất động, chỗ thanh tịnh rỗng lặng thì đưa về Phật rồi. Tưởng ma, tưởng quỷ, bất cứ cái tưởng quấy nào, bất cứ cái tưởng tà dại nào, bất cứ cái tạo nghiệp gì trên đời này đều hướng về tâm thanh tịnh hết, đều hướng về cái chỗ như như bất động hết, để hướng về cái chỗ lặng trang sáng rỡ thường quyết, không khởi vọng niệm, không khởi tà trách, không khởi phải quấy, không khởi lành dữ luôn, lúc nào cũng lặng trang sáng rỡ, thì đồng đưa hết về Tây Phương. Như vậy đưa hết chúng sanh thành Phật thì các ngài cũng thành Phật. Cái ý nói như vậy, các vị Phật nào ra đời của vị nguyện độ hết chúng sanh mới thành Phật. Mà chúng sanh bây giờ 7 tỷ nhân lại trên thế giới có độ hết đâu. Nhưng mà các ông đã thành Phật rồi, chứ đâu có không thành. Như vậy chứng tỏ là độ chúng sanh trong lòng hết thì thành Phật, chứ chúng sanh ở ngoài thì đâu hết. Chúng này vừa hết chúng sanh rác sanh ra, đời đời vô lượng viên, vô viên cũng còn chúng sanh, đâu có hết được. Cái ý nó là như vậy. Kính thưa quý vị, đề tài đến đây kết thúc. Đồng đạo này ngồi thiền mà xong đầu, trong đầu óc nó chạy ù hoài là cái đó cái gì, giờ ông Năm chỉ dùm cho đồng đạo này hiểu. Đang ngồi thiền mà đầu nó chạy vòng như điện chạy vậy đó. Thành ra quý vị, kính thưa quý vị, cái người ngồi thiền luôn luôn là ép cái thân, ép cái tư tưởng, kềm thúc quá. Vì vậy mà ngũ ấm ma nó phải hiện. Bất cứ cái gì, nhớ là nó cái gì là kể nó, cái chạy vòng vòng hay nhức ngứa gì cũng được. Nhưng mà mình là người biết thì giữ cái biết thôi, mấy cái kia từ từ nó hết. Ở trong cái lạ đó nó cũng có chánh có tà, cho nên khó phân biệt được. Có khi cái chánh điện quang của Phật người ta chuyển cho mình cũng có, mà có khi tà nó giả làm Phật nó cũng chuyển được nữa.
Mình làm cái đó nó dắt mình vào đường tà. Cho nên quan trọng là chỗ đó. Nếu chỉ khởi lầm sai một niệm rơi vào đường tà kiến muôn thu, ví như là mắt đã mù suốt đời, chịu tối khó âu trị lành. Đó. Thí dụ ma nó hiện ra giống y như Phật, mình theo nó một niệm nó dắt mình đi luôn. Nhất là người tu ai cũng ham sáng ham linh hết, mà nó vô xong mình sáng vô mình linh, cái kể gì mình chạy theo, mà chạy theo rồi dắt mình đi luôn. Cho nên cái gì thì cái, rần rần cái đầu sáng sáng trước mặt hào quang cũng kệ luôn. Tôi là người biết, tôi giữ cái biết thôi, tôi không chạy theo cái gì hết. Thì thiệt thì càng ngày nó càng sáng thêm, mà giả thì nó biến mất. Như vậy đó, mình không sợ thất bại, mình không sợ lạc, không sợ sai. Cho nên người xưa nói cái người ngồi thiền phải có người ngộ đạo kèm chỉ dẫn, còn không dễ lạc vào tà kiến, dễ lạc vào ngũ uất ma, là như vậy. Để còn câu này, đồng đạo này hỏi sao đồng đạo này đang cúng mà như có cái người cặp bên đi đó hỏi ông Năm có phải cái đó có long thần hộ pháp hay không, cư sĩ tại gia. Xin thưa rằng cái đó nó cũng không thật nữa. Có khi thì các ngài ta ủng hộ, mà trái lại có khi ma dương. Cũng như hồi nhỏ đó, tôi mới tôi cũng chấp vậy đó. Ở nhà niệm Phật có bộ xôn xao quá, lấy cái chuồng trống ra hè ngoài lúa đó, mình đậu ở ngoài ngồi niệm Phật ên mình hay hơn. Rồi cũng thấy hai người hiện ra đứng sau lưng. Từ đó tới giờ tôi không có ra nữa. Đó ma dương nó lại nó hiện đó, chứ đâu phải Phật. Nó phá mình đó, coi chừng nó dắt mình đi luôn á. Đừng ham kiếm chỗ vắng mà niệm Phật, đừng ham kiếm chỗ vắng mà tu. Cứ tu ngay chỗ động, không có ma dương tới phá, mà tu ngay chỗ vắng là có ma dương đó. Ở nhà ma khảo tu chẳng lặng, tìm đến núi rừng gặp quỷ không đó. Người ta khảo người ta động mà mình đừng động mới tỉnh. Chứ còn lại chỗ vắng vẻ có ai động đâu tôi tỉnh. Thành ra tu như vậy không kết quả mà lại lâu lắc có hại thêm đó. Đây là cái trường hợp tôi nhắc nhở đồng đạo đó là như vậy. Dạ. Chú uống miếng nước đi rồi còn câu hỏi gì nữa dừng được rồi. Đây có đồng đạo mới đến thăm chú hỏi con hay mơ thấy đi chùa và gặp Phật trên trời và được mặc áo của Phật mẫu và được cho thuốc đem về. Thì đó gọi là gì, xin ông Năm giải cho con biết. Kính thưa quý vị, cái giấc mơ của mình ai cũng có giấc mơ hết, nhưng mà giấc mơ vàng đó, rồi giấc mộng linh đó, rồi giấc mộng kê vàng hay giấc mộng chim bao đó, nó nhiều cái thứ mộng. Những cái giấc mộng giả dối chim bao, mơ tưởng, vọng tưởng thì thấy rồi sáng nó quên, hay hoặc nó không có gì hết. Trái lại, mình thấy cái gì mà có cái nấy là giấc mộng linh. Mình nằm ngủ mà được truyền pháp, được khai ngộ cho mình thành đạo như cổ hai thanh sĩ, đó là giấc mộng vàng. Còn trường hợp đồng đạo trình bày vừa qua thì thực tế thì thấy như vậy rất tốt, nhưng mà trở về đó, khi mình thấy như vậy được, kể từ đó mình có làm được cái gì cho chúng nhanh đời không, sao mình có kết quả gì trong việc tu không? Nếu mình thấy như vậy mà rốt cuộc cũng không có gì hết thì đó là cũng giấc chim bao thôi, chứ nó không thật, đừng tin cái đó thì xong. Kính thưa quý vị là đến đây kết thúc. Để con nói lời tạ từ ha. Đây cũng xin nói lời tạ từ với bổn đạo trong nước và ngoài nước và những đồng đạo có mặt hôm nay tại nhà chú Năm. Thì nãy giờ chú Năm chia sẻ qua có rất nhiều câu hỏi rồi, mà tôi xin nhắc lại lần thứ hai, thì chú Năm đây là có cái hiểu biết hơn mình. Thì chú Năm là người tu hành cũng hành đạo cũng lâu năm, trên 50 năm hành đạo, nhưng mà quý vị có cái gì rõ ràng không biết thì hỏi điện thoại gì hỏi thẳng chú Năm. Nhưng mà có một điều là tôi xin nhắc lại, nãy tôi có nói rồi đó, là đừng nên tôn người trong nền, không phải là sự vô tình là làm hại người ta. Quý vị cứ cẩn thận như vậy đi, rồi mình thì ông chú Năm có hiểu biết hơn người thôi. Tôi xin đến đây hết, xin chúc toàn thể quý vị trong nước và ngoài nước tăng thường tâm an lạc và tu hành tinh tấn trên đường tu 30 năm. Kính thưa quý vị, đồng đạo có thắc mắc vấn đề tại sao ông lão đã tu 30 năm, 83 tuổi rồi mà sao vẫn còn phiền não
vẫn còn khổ đau, vẫn còn rai rứt như mọi người, không có thấy gì an vui hạnh phúc hết. Kính thưa quý vị, thở dĩ mà mình tu lâu mà không được an lạc, không được hạnh phúc, đó là mình hành đạo chưa có trúng. Bữa đâu mình tu bố thí, bắt cầu, bồi lộ, hay hoặc đi chặt thuốc nam, đi làm từ thiện, đó là được rồi. Nhưng mà không về đâu, mình làm việc lành, việc phước, trong lòng mình vẫn còn tham sân si. Mà còn tham sân si thì còn tội ác, còn tội ác thì còn quả báo. Thành ra dù 40 năm, 50 năm đi, còn tội ác thì phải còn quả báo. Mà còn quả báo thì phải còn khổ đau, sinh tử luân hồi. Tại vì ông lão này chưa có ai chỉ dẫn cho ông nhận được cái Phật tánh của mình. Vì vậy mà tu theo hình tướng không à. Nếu tu giỏi như Lương Võ Đế à, tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến trường sau ngạ tử đại thành, Phật bất cứ gì tâm còn ác. Lương Võ Đế ông dám độ tăng độ chúng, khất 72 chuyển chùa lớn có tầm cỡ, còn chùa nhỏ biết bao nhiêu không kể, bao nhiêu người tu cũng nuôi hết. Mà suốt cả đời làm vua như vậy đó, mà tới chết vẫn chết đói như thường, vẫn bị trả quả như thường. Là vì Đức Thầy nói vì tâm còn ác đó. Mình tu trần ai làm phước trần ai, mà cái lòng mình không thấy, cái tâm mình không biết, cho nên còn tham sân si. Còn tham sân si thì còn tội lỗi, mà còn tội lỗi thì vẫn trả quả, vẫn xa đọa, vẫn khổ đau. Mặc dù ông này đã tu, đã làm lành, đã biết đạo, nhưng mà 30 năm qua ổng cũng còn tham sân si, ổng cũng còn tu thông thường, cho nên bây giờ đến ngày này là phải trả quả. Nó đúng là như vậy. Có một vị đồng đạo hỏi tiếp câu số 1: Kinh Nhân Quả ra đời từ khi nào? Kinh Nhân Quả ra đời từ khi nào? Vị đồng đạo này hỏi. Cái gì Nhân Quả? Kinh Nhân Quả. Kinh hả? Dạ kinh. Kinh Nhân Quả ra đời từ khi nào? Trong cái Kinh Nhân Quả này đó thì ra đời nó sau này, chứ không phải hồi Đức Phật, cũng không phải là ở mà các vị tổ, mà sau gần đây thôi. Có cái người đó chết rồi thấy dắt sư ông phủ đó, rồi mới nói với tội phước, nói việc nhân quả đó, rồi sai về bắt, rồi bắt lầm, nó bắt lầm cho nên không có trúng cái người tới số, mà trúng ổng là người chưa tới số, mới dắt ông trước nữa. Kêu bằng lâm tự kỳ mà bắt ông lâm chỉ kỳ, đó là cái đó chặt con chút đó chỉ kỳ thôi, mấy ông quỷ vô thường bắt chặt, dắt ông xuống thì ông hân hạnh được xuống, ông nghe được nhân quả rồi sau khi đưa ông về ông mới nói lại đó, rồi mấy ông sư nghe vậy mới viết thành cái quyển kinh Nhân Quả. Cho nên cái nhân quả đó đó thì thật ra đó mình không dám nói sai, cũng không dám phụ, nhưng mà không phải là chính đăng của Phật nói, do mấy ông sư dịch lại những cái lời của người Chi Ma thôi. Nhưng mà mình tin rằng quả báo thì làm tội hưởng tội, làm phước hưởng phước, dù có cái đó hay không, nhân quả cũng là nhân quả, tự khổ chỉ kim, không ai qua khỏi được. Luật nhân quả thật là cao diệu, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Rồi giờ tới câu số 2: Ngồi thiền lúc 12 giờ trưa, cặp nhãn trụ xuống năng đều có màu hồng đỏ đó. Rồi giờ ngồi thiền 12 giờ trưa đỏ đó, chú xuống mà nhờ có màu hồng đỏ, nhờ chú giải giường. Đăng điền. Kính thưa quý vị, phần nhiều cái người ngồi thiền đó ép cái thân, bắt buộc nó ngồi lâu quá rồi nhìn nó có những cái hiện tượng, cái hiện tượng lạ đó, phần nhiều là ngủ ấm ma, chứ bằng sắc thọ tưởng hình thức mỗi một cái là 10 không a, nó hiện ra đủ cảnh hết. Nếu mình lầm, mình cho cái đó tôi là đắc đạo, hay tôi là sáng suốt, hay tôi là pháp huệ vậy á, thì cơ hội đó ma dương nó nhập vô, nó xúi cho mình linh thính màu nhiệm rồi, rồi mình kéo vào đường tà luôn, có người chết luôn, có người khùng điên luôn. Trái lại mình nên biết cái gì hiện ra ngó thấy được, cái đó không phải là mình, mà cái đó là giả. Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả các tướng đều là dối giả. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tất kiến như là cái mà thấy được các tướng nó không có tướng, cái đó là Phật. Bây giờ nó hiện rõ, tôi biết rõ, cái biết rõ là Phật, cái đó là ma. Đi, tôi không cần anh nữa, là nó mất. Bọn này nó vô, tôi ngộ đạo rồi, tôi chứng đạo rồi, tôi thành Phật rồi. Nó dắt mình đi vô, chết luôn, khùng điên luôn. Mình phải biết chỗ này,
nếu không biết là nguy hiểm. Rồi vậy đến đây là kết thúc. Rồi đến câu số 3. Nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh mà sao không hồi hướng củ quyền. Nhà chú giải dùm cho đó. Cái đó là cái bài hồi hướng ở trong kinh nó còn nhiều là chúng sanh vô biên lệ niệm độ đó. Mấy ông sư thường thiết pháp rồi cái kêu đọc hồi hướng với tôi đó. Phiền não vô số thệ niệm đạt chúng pháp môn vô lượng thệ niệm học, Phật đạo vô thượng thệ niệm thành đó. Trong đó không có hồi hướng cho củ quyền thì ông này cũng nói cũng phải, phải không? Vì vậy mà cái đó ở trong kinh phần nhiều là Phật thuyết hồi xưa ở trong kinh, mấy ông sư dịch như vậy. Với hơn nữa là phần nhiều mấy ông xuất gia lưu ý vấn đề tu giải thoát chứ không có nghĩ đến củ quyền. Còn mình đạo đức thầy tứ ân là căn bản, ân tổ tiên cha mẹ là trước hết là củ quyền thức tổ, kế đó ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại và tất cả chúng sanh. Cho nên tụng một bài kinh hồi hướng như vậy không bằng mình đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Tây Phương Ngũ Nguyện thầy dạy mình đủ hết trơn, có thiếu ai đâu. Cho nên bây giờ mình tu tại gia theo thầy mau thành Phật hơn mấy ông sư tu xuất gia. Bởi vì cái đường lối đó Phật dạy lâu quá rồi, bây giờ người ta tu không có trúng. Vì vậy mà tu hoài không mấy người đắc đạo. Cho nên thầy nói đó, quá mắc mỏ bởi kinh phản ngữ nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tụng hóa la, chớ hiếm kẻ tường thông ngữ lý. Dàm dòm trước mắt thấy đời hồ nghị, nên động lòng bắt ái dạy ra. Réo những ai lợi dụng làm sằng, nên suy sụp chân nhân mà mệt. Nào có khác mê đen phủ bích, rồi dắt nhau đến chỗ dậy ngay. Đó. Mê làm rồi giải chặt, nói chặt với nhau rồi rủ với nhau tu một cái đường lành không, suốt cuộc không có ai đắc đạo hết. Cho nên bây giờ mình theo thầy, mở con mắt chánh kiến ra, tu cái kiểu ca diếp thánh tánh thành Phật, a nan ngộ tánh thành Phật. Cái thấy cái nghe cái biết là tánh là Phật, nhận ngay cái đó thành Phật liền. Khỏi tụng khỏi gì hết, khỏi gõ mỏ, khỏi tụng kinh gì hết, tu vậy khỏe. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho con. Đây là đúng chánh pháp rồi đó. Câu tiếp theo. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm cho con hiểu. Kính thưa quý vị, tâm tự sáng nói là kiến tánh thành Phật, còn tâm khai sáng là chưa. Tôi chưa đủ sáng, nhờ Phật khai, nhờ thầy khai thì chưa kiến tánh thành Phật. Cũng như là nào trợ lý mà tôi được sáng, tôi được làm đạo, tôi được giúp đời. Nhưng mà cái đó nương cái sức của Phật, nương cái sức của thầy. Còn khi nào tự tôi thấy tánh, tự tôi phát huệ, chiếu kiến lục thông, tam minh không còn thiếu sót cái gì nữa, mắt thấy khắp bầu trời, tai nghe tiếng âm tinh nhạn vật, cái gì cũng biết hết, thanh tịnh trống lặng, không còn phiền não, không còn vô minh, đó mới thiệt là ngộ đạo, kiến tánh thành Phật. Và câu kế tiếp, câu số 5. Cái biết bị nhiễm tài, cái biết bị nhiễm tài nha. Làm sao cho nó lặng, niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Đó. Hỏi lại là niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Nhờ ông Năm giải dùm. Cái biết đó, thường thường mình xài cái biết vọng thức duyên theo cảnh bên ngoài, chứ không phải cái biết của chân tánh. Cho nên nó nhiễm tài, nhiễm sắc, nhiễm tình luôn đó. Móc ba lưỡi câu rồi là chết, mấy ông giảng viên đều chết, chứ không nào dễ sức cả, là bị cái đó đó. Giảng hay hay người ta giúp tiền nhiều quá, cái mấy cô gái theo ông giảng viên tiền quá nhảy vô đeo luôn, rồi chết cả đám. Bây giờ sống nghe cái biết thanh tịnh rỗng lặng, thường hằng lúc là cũng biết. Cái biết này tuyệt đối nó là Phật, không nhiễm danh, không lợi nhiễm tình, không nhiễm vật chất cái gì hết. Cái đó mới là thiệt Phật tánh của mình. Nó đang rỗng lặng, nó đang thanh tịnh, hiện giờ đang thấy, đang biết mà. Vật chất có dính được cái biết tôi đâu. Phật cũng cái này, tôi cũng cái này, Thích Ca cũng cái này, Thượng Đế cũng cái này luôn. Ai nhận được cái này thì thành Phật, chắc chắn 100%. Bữa nay quý vị nhận được, tôi thành Phật hết, không thành Phật tôi thường cho. Câu kế tiếp, câu số 6.
có một chị bị tà trong người và bắt chị khởi vọng niệm, nhờ ông Năm giải dùm cho cô này biết. Bị tà trong mình mà nó bắt chị khởi vọng niệm đó. Thì cái đó thật ra thì do mình không tự chủ được. Với một cái điều nữa, nhân quả có nhiều khi kiếp trước đó, mình có duyên với cái hồn đó đó, cho nên bây giờ nó mới lại nó đeo lắm mình. Mà lúc này bại mình tu kém quá đi, mình không tự chủ được cái nó lái mình. Do đó mà mình ngăn trị không được vọng niệm, nó chuối mình làm quấy cái mình cãi lại không được, cái mình nghe theo nó. Bây giờ cái người này muốn khỏi bị cái đó thì nhận ra cái biết, tôi là cái biết, tôi không nghe lại hết, tôi làm chủ thân này, làm chủ tư tưởng luôn. Nó tưởng quấy tệ đó, tôi không theo, rồi nó làm gì tôi rủ đi nhậu tôi không đi, rồi ai làm gì tôi, tại tôi đi cho nên nó lôi tôi đi hoài. Thì tu là như vậy, dứt cái vọng tưởng là mình không chạy theo vọng tưởng, dứt cái tà dại là mình theo trọng tưởng, chạy theo tà dại. Mà mình đang biết rõ vọng tưởng, biết rõ tà dại, nhận cái biết của mình, không nhận ở bên ngoài, là mình ngộ đạo, là mình chứng đắc, là mình khỏi luân hồi sinh tử. Buông cái biết của này, nhận cái kia, là nó lôi mình vào đường sinh tử luân hồi. Vì vậy mà nó đúng như vậy, không sai chừng lý. Câu tiếp theo, câu số 7. Một vị đồng đọ hỏi bài thơ của Lục Tổ Huệ Năng: Bồ đề bổn vô vô thọ, minh chặt cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã chẳng ai. Cái bài thi của Lục Tổ Huệ Năng đó là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã cần ai. Còn cái bài thi của ông Thần Tú đó, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật xứ nhã cần ai. Nhân cái hai bài thi này mình thấy trình độ của người nó rõ ràng. Ông Thần Tú là người đương tu chứ không phải người ngộ đạo, cho nên ông nói theo cái tướng. Cái thân thì như cây bồ đề, cái tâm thì như đào mịch cảnh, ráng lao chùi sửa sẹn để cho nó được cái nhiễm tật. Đó là bài kệ ông Thần Tú. Ông Lục Tổ là người kiến tánh, người ngộ đạo, không nói như vậy. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề là cái biết, nó đâu có gốc rễ gì đâu. Bây giờ cô đang biết là cái gốc ở đâu, cái rễ ở đâu đó. Chứng tỏ là ông Lục Tổ mới trúng, còn ông Thần Tú trật trời. Bồ đề bổn vô thọ mới trúng. Minh cảnh diệt phi đài, minh cảnh là cái tâm sáng suốt, mình tội lỗi gì mình cũng thấy hết, nó đâu có cái đại. Thành ra chấp cái đài gương người kiến đồ cũng thật luôn. Bổn lai vô nhất vật, cái Phật tánh của cô là cái biết, nó đâu có vật gì. Mà nó đã không vật gì thì đâu có nhiễm tầng ai, đâu cần phải tu, đâu cần phải phủi sạch gì đâu. Chỗ dễ ợt mà không biết, tu khó trần ai. Thần Tú tu trần ai, không lắc đạo được, tổ tu lắc đạo dễ ợt. Tiếp theo câu số 8. Có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời tỏ ý? Hỏi có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời mà ngỏ ý, tỏ ý, nhờ ông Năm chỉ dẫn dùm. Thật ra thì cái pháp không lời nhưng mà mượn lời để hiển thị đó. Bây giờ thí dụ như tôi nói cái mặt trăng, mà tôi không chỉ cái mặt trăng, ai biết mặt trăng ở đâu. Bây giờ tôi lấy con tay ở mặt trăng ở hướng tây đó, mấy ông dòm nó có thấy mặt trăng, thì mượn cái lời nói để cho mình nhận ra tôi là có cái biết, nhận ra cái biết này tôi thành Phật. Thì tôi nhận ra cái biết chứ giữ cái ngón tay hoài sao thành Phật được. Nó thì cái lời nói giống như vậy để hiển thị cái không nói được, cho nên nó nín á là gian thù, nín là di ma tật, còn nói là gian thù đó. Ông gian thù cũng nói hết lời rồi thì ông hiển thị cái lời nói để cho người ta hiểu cái tâm. Tới ông Di Ma Cật ông đâu còn chỗ đó được, ông làm thinh. Làm thinh là hiển thị cái làm thinh của tôi nói hết tất cả. Ông thấy không? Cái lạng trang sáng rỡ này nó đâu có nói gì đâu, mà nó biết hết tất cả là tôi đã nói hết tất cả rồi. Hai ông đó ông nào cũng trúng hết. Rồi bây giờ mình biết ông Văn Thù làm thinh, biết ông mà Di Ma Cật, thấy không? Ông Di Ma Cật làm thinh, ông Văn Thù nói, cái người đang biết Văn Thù, đang biết Di Cật là ông Phật của mình. Dễ ợt hay nhận cái đó thành Phật rồi, khó khăn gì đó. Rồi không. Thế quý vị và chư đồng đạo,
Hôm nay để tiếp theo cái chương trình nói chuyện bữa trước, tôi xin trả lời cái câu hỏi thế nào là Phật, tu sao giải thoát, tu sao còn luân hồi. Bây giờ câu hỏi ban đầu, thế nào là Phật? Thường thường thì ai cũng nói danh từ Phật, sớm chiều mình cúng lại thì mình cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà bây giờ thế nào là Phật, cái gì là Phật, Phật ra sao? Bây giờ xin thưa quý vị, cái chữ Phật á, nó phát xuất phát từ ở bên Ấn Độ. Đức Phật đắc đạo tại Ấn Độ đó, ở bên Ấn Độ kêu là Buddha hay là Buddha, tức là người giác, người biết đó. Rồi qua đến Trung Hoa đó, thì Trung Hoa mới dịch Phật giả là giác giả. Chữ giả là người, chữ Phật là biết. Đức Thầy nói Phật giả là giác giả là tỉnh giả. Tất nhiên cái người đương biết là Phật, chứ không phải ông Phật là cái gì lạ nữa hết. Bây giờ cái thân này nó giả dối, nó không biết, mời mốt cái trên trâu, nhà cửa không biết, cây cối không biết, giường tựa không biết, xe cộ không biết. Những cái không biết đều là chết cả. Và trên dương thế hữu hình tất hoại, đó Đức Thầy nói rõ ràng. Còn cái của mình là không chết, vô pháp tướng mới là thật tướng. Và cái tánh thật của mình không có hình tướng gì hết, nó không có tranh vàng cắt đỏ, nó cũng không có nhỏ lớn dài dắn, cũng không có cao thấp, mà luôn luôn cái gì đến nó biết cái đấy. Dạ. Nó không hình tướng, không sắc màu, nhưng cái gì đến nó biết liền. Ai nói nó biết, nó vừa nghe liền biết. Một cái gì nhất cử nhất động nó vẫn biết hết, không khi nào rời cái biết đó được. Mình không có cái biết đó, mình cũng chết liền. Nhờ cái biết đó nó điều khiển cho mình ăn, mình nói, mình làm, mình đi, mình đứng, cũng nhờ cái biết đó. Thành ra vì vậy mà cái câu thế nào là Phật và Phật là cái gì, thì hôm nay tôi xin định nghĩa chắc chắn mà Đức Thầy thường giải bên đỡ tai tôi, chỉ thẳng là cái biết. Phật là cái biết chứ không cái gì lạ hết. Chúng sanh là không biết, cây cối đá gạch vô tri là không biết, trời trăng mây nước là không biết, mà chính cái đang biết của mình, đang thấy, đang nghe, đang biết, cái đó là Phật chính xác, chứ dạ, không còn ông Phật là Phật nữa. Đó, rồi đến một cái nghĩa thứ hai, tu sao còn luân hồi sinh tử, tu sao được giải thoát. Đó. Bây giờ nói đến chữ tu thì anh em đồng đạo của mình ai cũng là người tu hết. Cái tín đồ nhà Phật cũng là người tu, tín đồ Thiên Chúa cũng là người tu, tín đồ Cao Đài cũng là người tu. Nhưng mà tu với cái ý nghĩa thông thường của mọi người, làm lành tránh dữ, làm lành được phước sanh lên cõi trời, làm dữ thì tội ác ra địa ngục, nhưng vẫn còn luân hồi sáu nẻo chứ không ra được. Dạ. Gây ra lắm nợ không cần, luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra. Nếu mình tu mà mình còn tạo nghiệp danh lợi tình, còn nghiệp ân ái, còn nghiệp vui buồn thương ghét, còn đối đãi thì chết thì phải đầu thai trở lại. Nếu làm phước thì đầu thai các cõi trên, mà làm tội thì trả xuống các cõi dưới. Vì vậy mà lấy cái tâm thanh diệt, thấy không? Đem cái quấy trừ cái phải, đem cái chánh diệt cái tà, đem Phật diệt ma, đem điều lành đổi điều dữ, thì cái đó không phải là sai, nhưng mà nó còn đối đãi. Dạ. Cho nên còn luân hồi sinh tử chưa thoát ra được. Bây giờ thoát ra được thì phải tu theo cái câu hỏi sau đó, tu làm sao mới được giải thoát. Giải thoát tức là mình tu vượt ra ngoài cái cặp đối đãi. Bây giờ hiện tại, thấy không? Lành đến tôi biết, dữ đến tôi biết. Tôi là người đang biết lành biết dữ, chứ tôi không theo lành, không theo dữ. Phật đến tôi biết, ma đến tôi biết, tôi không chạy theo Phật, cũng không chạy theo ma. Tà đến tôi biết, chánh đến tôi biết, tôi không theo tà, không theo chánh. Vượt ra ngoài cặp đối đãi, lúc nào tôi cũng sống thường cái ông Phật của tôi là cái biết. Buông hết tất cả cái vật chất ra, buông hết tất cả cái không biết ra, thì hiện bây giờ đang lặng trang, đang sáng rỡ, lúc nào cũng rõ ràng biết thanh tịnh sáng lặng, không khởi một niệm tà chánh gì hết, thì ngay đó mình là Phật.
Niệm lành niệm dữ ấy cũng tà, bất động như như chính thực đạt. Đó, cái người ngộ đạo ta nói à, còn khởi lành còn khởi dữ thì nó còn lạc hai bên, cho nên nó không phải là chánh đạo. Mà cái lặng trang sáng rỡ hằng rõ biết chưa khởi niệm lành dữ, ngay lúc đó là Phật. Dạ. Bây giờ tôi thấy mấy chú là tôi biết hết mấy chú, mà tôi cũng không khởi ý khen, mà tôi cũng không khởi ý chê. Dạ. Tôi là người đang biết thì tôi sống. Thì dù tôi thấy ngàn muôn người, tôi thấy ngàn muôn cảnh, tôi cũng giữ y như vậy, thì cái đó là Phật. Dạ. Còn bây giờ tôi thấy xấu thì tôi chê, tôi thấy ngộ thì tôi khen, vừa ý thì tôi thích, không vừa ý thì tôi không chịu. Mấy cái đó đều là Phật. Dạ. Cho nên mình buông mấy cái lối đại ra, buông những cái tư tưởng tà dại ra, trở về sống thẳng với cái lặng lẽ thanh tịnh sáng biết của mình. Dạ. Lúc nào cũng hằng thấy, hằng nghe, hằng biết, như như bất động, thì cái đó là Phật liền. Khỏi tu ngày nào Phật chân thật, đi từ lâu nó vốn là Phật rồi, chứ nó không phải tu mới thành Phật. Dạ. Từ thường ai cũng nói mình tu mới thành Phật, chứ không phải. Đức Thầy nói Phật cũ ngày xưa hay ráng tầm. Phật cũ ngày xưa tức là ông đã thành Phật lâu rồi. Rồi Đức Phật nói sao? Khi mà ta ngộ được cái chỗ lục thông tam minh, thấy nghe biết hết rồi, ta mới hay rằng chúng sanh đều có như ta, sáng suốt thanh tịnh trí huệ đầy đủ, không thiếu sót cái gì hết. Nhưng có một điều, tại sao chúng sanh không chịu nhận cái Phật tánh của mình để thành Phật khỏi luân hồi sinh tử? Trái lại chúng sanh nhận cái tâm thần, nhận cái vật chất, nhận cái luân hồi sinh tử để rồi mình bị sa đọa vô lượng kiếp, chứ không phải mới đây. Bây giờ ai nói tôi có tâm trọng cái tôi nhận đó, tôi có tâm trọng đó. Ai nói tôi có phiền não cái tôi nhận tôi có phiền não. Ai nói tôi vô minh cái tôi nhận tôi có vô minh. Tại sao mình không dám nhận mình có tâm thanh tịnh? Tại sao mình không dám nhận mình có tánh thật? Bây giờ thử một lần đi, mình buông hết phiền não vô minh, buông hết tư tưởng tà dại, buông cái thân này luôn, mình nhận tôi là tánh thật, tôi là tâm thanh tịnh, thì mình thành Phật. Đơn giản như thế. Mai không thành thì mơi thành, mơi không thành mốt thành, chắc ăn như vậy đó, không nghi ngờ gì hết. Tại vì mình không dám nhận mình là Phật, không dám nhận cái tâm mình là Phật, mà nhận những cái giả vô không, cho nên mình mới bị luân hồi sinh tử, bị khổ đau vô lượng kiếp. Bây giờ tạm thời buông hết mấy cái giả đi, nhận Phật, tôi là Phật, tôi sẽ tu thành Phật, thì thành nha, chắc ăn, không có chê chạy chê. Những cái mà tôi nói anh em làm mà không kết quả tôi thường đó, có xa địa ngục tôi chịu xa địa ngục thế này. Là tại vì những cái đó tôi đã làm, đã có kết quả rồi, cho nên bây giờ tôi mới dám nói, chứ không phải như ta độ chừng mà nói. Qua hai câu giảng Đức Thầy, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Tại sao ta bà khổ mà lại còn ta bà lắm khổ? Cái cõi ta bà nó vốn là có bốn cái khổ của nó đặc biệt theo sanh già bệnh chết, thêm bốn cái khổ phụ nữa, muốn mà không được, thương mà chia lìa, thù mà gặp gỡ, mũ ấm chí thành, thân mình bập quá cũng khổ, ốm quá cũng khổ. Nhưng mà tại sao còn lắm khổ? Tất nhiên là cái cõi ta bà này đã khổ rồi mà tự mình tạo thêm khổ nữa, cho nên mới lắm khổ. Bây giờ mình làm mình ăn thì đâu có cái khổ ở tù, còn đi ăn trộm thì bị ở tù, đó lắm khổ đó. Mình làm thinh gì đâu ai đánh đập mình, đi đánh đập người ta nên bị chúng quánh đó, lắm khổ đó. Mình đi ăn cướp nên bị bắt nhốt rồi bị giết luôn đó, lắm khổ. Thành ra ta bà khổ, mà nếu mình biết là khổ thì mình làm lành làm phước, làm đừng làm tội ác thì hết khổ, còn cái này không chịu làm có ác thêm nữa thì lắm khổ. Rồi tịnh độ vui, tịnh độ nhà vui đó. Tại sao không nói một lần mà nói hai lần, thấy không? Là tại vì thường thường người ta biết cái cõi tịnh độ bên ngoài không, nghe nói tịnh độ vui thì ai cũng biết rồi, tranh cõi tây phương một nguyên thực muốn chi đủ thứ, sống lâu khỏi luân hồi sinh tử rồi. Nhưng mà cái tịnh độ không phải là nhàn vui, cái tịnh độ đó là tịnh độ bên ngoài. Còn tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui
là mình vẫn cái tịnh độ trong lòng mình luôn. Cái tịnh độ vui là tịnh độ bên Tây Phương. Còn tịnh độ nhàn vui là ngay trong lòng mình. Đó. Mình buông hết tất cả những cái sự suy nghĩ lăng xăng lộn xộn, buông hết tất cả những việc làm tội lỗi, thì hiện giờ mình đang lặng lẽ sáng biết rõ ràng, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, nhận ngay cái tánh thật của mình, sống với cái biết này, đó là tịnh độ nhàn vui. Và lúc nào nó cũng vui hết, không có lúc nào khổ. Bây giờ nếu mình nhận vô cái khổ, mình nói tôi khổ. Mình nhận vô cái rầu, mình nói tôi rầu. Nhận vô cái nói tôi khổ, rất là khổ đó. Bây giờ tôi không có rầu, không có cái buồn, không có cái khổ, không có cái bệnh. Tôi là Phật tánh, tôi là an vui, tôi là niết bàn, tôi là hạnh phúc. Thì mình hạnh phúc đó. Hạnh phúc hay là an vui, đau khổ hay là địa ngục cũng do tâm mà ra, không có do đâu hết. Vậy thầy nói rất chính xác, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đường tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại đó. Tất cả đều do tâm tạo, chứ không có cái gì khác. Cho nên cái người tu trở lại cái tâm mình, sống ngay cái tâm mình, tu ngay cái tâm mình thì thành thật, không khi nào sai sai được. Còn bỏ cái tâm mà tu ở ngoài gọi là ngoại đạo. Còn tà đạo là người ta chống với chánh, người ta mới tà. Còn người ta không chống với chánh, mình không thể nói người ta tà đạo được. Mà là ngoại đạo thôi, tức là ta tu ở ngoài. Tu ngay trong lòng mình là chánh đạo, mà tu ở ngoài là ngoại đạo. Cho nên nhiều ông nói tôi tu theo thầy, theo thầy. Nhưng mà tu ở ngoài, tức là ngoại đạo. Mình ngoại đạo mình không biết, mình nói tôi chánh đạo không, mà ngoại đạo là như vậy đó. Chánh đạo là tu ngay trong lòng mình, mà trong lòng mình có cái biết, sống ngay cái biết đó, không có dính mắc cái gì hết trơn, đó là chánh đạo. Và thành đạo, đắc đạo luôn, chắc chắn 100%, khỏi nghi ngờ gì hết. Cái người mới vào đạo đó thì ai cũng vậy, tu theo ba cái căn bản là giới định huệ đó. Đức Phật dạy ba cái cách đó đó, giới định huệ. Giới tức là cái giới luật. Đệ tử Phật hồi xưa là giữ tam quy ngũ giới đó. Còn bây giờ tín đồ Đức Thầy Phật Giáo Hòa Hảo thì tám điều răn cấm đó. Cái người nào vô quy y tu hành sớm chiều cúng lại mà không phạm tám điều răn cấm, cũng như không phạm tam quy ngũ giới, thì cái người đó tu đúng căn bản rồi đó. Mà khi cái tâm mình á, mà mình giữ giới nó không phạm rồi đó, thì tự nhiên nó sẽ định. Bởi vì mình làm quấy hoài thì nó phải nghĩ quấy, nó tưởng quấy. Bây giờ hoàn toàn mình không làm quấy nữa, lần lần nó đâu có nghĩ quấy, nó cũng đâu có tưởng quấy. Thì trước kia là nó định à, mà nó định được thì nó huệ. Cái tâm tự nhiên định được thì mình phát khai trí huệ sáng suốt, trở lại thông minh, không giống như cái người ngu dốt. Thì đó là tu căn bản từ thấp lên cao đó. Còn nãy giờ tôi nói cái pháp nãy giờ đó là tại vì cái đời nó đã kết thúc rồi, mình tu chậm quá nó không kịp. Thầy mới khai ngộ tu thành Phật liền để giải quyết sanh tử cho kịp cái cơ tận diệt. Thành ra bữa nay mình ngộ rồi, ngày mai đời tận diệt cũng không sao, không thích. Tận diệt cái xác thân này, tận diệt cái cõi trần này, chứ không tận diệt được cái Phật tánh của ông. Ông nhận ra Phật tánh rồi là khỏi sanh tử liền, khỏi tận diệt liền, chứ không có mới mấy ngày hết. Mê với ngộ cách nhau một tí, mấy mươi năm chỉ kỵ một giây đó. Nghĩa là cái ông đó không hiểu được cái tâm ông tu mấy mươi năm mà vọng tưởng hoài. Cái bữa đó ông đi lại mấy sông gần tính ông múc nước ông uống, thì ông dòm với cái thấy cái bóng ông, cái mặt ông hiện như nước. Ông giật mình, nói như vậy thì chủ vô không, bộ mặt thật của ta đây. Ông trở về ông xây lại cái tâm, thì ông tu có 7 ngày ông bắt lại. Từ lâu mình không biết nữa, đâu mà ở ngoài cứ kiếm tìm hoài mấy chục năm không kết quả hết. Bây giờ biết được ở đây, trở lại mình soi ngay cái tâm mình là tỏ bộ mau vậy đó. Nhau chỉ khác nhau cái ngó đó. Đó, cái ngó tức là cái nhìn đó, nghĩa là phàm cứ nhìn cái tướng. Người này nam, người này nữ, người này trẻ, người này già, người này đẹp, người này xấu, người này giàu, người này nghèo, động tâm hoài tu.
Còn cái người ta nhìn cái tâm chẳng có gì cái tướng. À, chú cũng có Phật tánh, tôi cũng có Phật tánh, chú này cũng Phật tánh, đàn bà, đàn ông gì cũng một cái tánh thật bình đẳng như nhau. Thì như vậy đó, nhìn như vậy đó, tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là thật đó. Khác nhau có chút xíu đó thật. Làm tánh thân giống nhau thì khác nhau cái ngó là cái đó đó. Kính thưa quý vị, Đức Thầy dạy rõ ràng chính xác, nhưng tại người ta không biết. Cho nên mình phải nhận những cái sâu sắc, cái màu nhiệm mới thấy được cái chỗ cao siêu. Xe xua nói cười cười, cao sâu lý diệu vàng mười khó mua. Trần gian hiếu trái chi chua, bây giờ trái ngọt không mua bởi mình. Đó, người ta tưởng đâu ông Phật là lên trời xuống đất hay đàn dân giá võ gì, ở đâu bên Tây Phương hay ở đâu Ấn Độ, Trung Quốc, chứ không phải. Ông Phật ngay cái chỗ xe xua nói cười cười đó. Mình nói ông Phật ra tiếng rồi mình nói, mình cười ông Phật cho mình cười, mình ăn ông Phật cho mình ăn, mình ngủ ông Phật cho mình ngủ, mình đi ông Phật cho mình đi, mình đứng ông Phật cho mình đứng. Thì lúc nào ông Phật cũng điều khiển mình hằng ngày hằng giờ, chứ đâu phải ông Phật ở đâu. Cái chỗ đó là cao sâu lý diệu vàng mười khó mua đó. Còn trần gian thiếu trái thì chua, tất cả những trái khác đều là chua hết, là sanh tử luân hồi hết. Chỉ có nhận cái biết là Phật là ngọt, không sanh tử luân hồi, không già, không bệnh, không chết. Bây giờ mình già thì tôi biết tôi già, tôi đau thì tôi biết tôi đau, tôi chết thì tôi biết tôi chết. Cái biết già, biết đau, biết chết, cái biết nó đâu có chết. Cái thân này là thân giả, nó chết. Vạn vật ở trên đời này có hình tướng đều hư hoại, còn cái biết không hình tướng đâu có hư hoại. Mặt trời á có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, nhưng mà cái chân lý vĩnh hằng là cái biết nhận ra cái này là Phật. Chư Phật ba đời ngàn muôn vị Phật trong này cũng không nói khác hơn được. Chỉ là cái biết là Phật, không còn một pháp nào cao hơn, mà cũng không còn pháp nào khác nữa. Nhận ông Phật ở ngoài là ngoại đạo, mà ông Phật là cái biết trong lòng mình thì chánh đạo. Nhận ở ngoài là mình đi lạc và tà kiến, mà nhận ông Phật trong lòng mình là chánh kiến. Cho cục cây hay cục lá cả ngàn năm nay nó đâu biết gì đâu, còn mình thấy biết được mà, đâu có ai cản không cho mình biết đâu. Thì cái biết đó là Phật. Nhớ cái chỗ này, hành ngay chỗ này, tu ngay chỗ này, đắc ngay chỗ này, chứ không có đâu nữa trời. Thấy tâm thì thấy thế thôi, bỏ tâm tìm Phật thì luôn công tu học. Mà tâm muốn thấy, chớ tầm trên giấy, hãy tầm trong lòng mới thấy ra. Cái tâm mình ở ngay đây mà mình không nhận, mình coi ở trong kinh, trong sách, mình kiếm ở rộng ngoài đâu có. Kinh giấy mực đốt cũng cháy, thảy nước cũng chìm, về Phật cháy, Phật chìm ra. Thành ra Phật là tâm không hình tướng, đốt không cháy, giận không kịp, vậy mới thiệt Phật. Hay lắm, hiểu rồi hay lắm, tuyệt vời luôn. Cái gì cũng là mình biết hết trơn, không có cái gì qua được cái biết mình trơn. Ngủ cũng biết, thức cũng biết, đi cũng biết, đứng cũng biết, nằm cũng biết, ăn cũng biết, ngồi cũng biết, nói làm cái gì cũng biết hết. Cái biết đó không có rời mình giờ cũng nọ, mình đi trốn nó cũng không khỏi. Bây giờ mình trốn ra khỏi được hư không, mình lặn xuống nước thì mình bay lên đâu đi nữa cũng ở trong dòng hư không, không ra khỏi được. Thì như vậy đó, mình không trốn được cái biết. Mình nghĩ làm nghĩ dữ nó cũng liền biết, mình làm phải làm quấy nó cũng liền biết, mình thành Phật thành ma cái biết nó cũng biết luôn. Cho nên nó không phải phải, không phải quấy, không phải lành, không phải dữ, không phải thật, không phải mạnh. Mà nó là cái sáng rỡ lặng trang, biết hết tất cả, lành dữ thật mạnh. Cái đó là phần chính xác của mình. Sống ngay cái biết này, không khởi niệm sanh, không khởi niệm diệt, không khởi niệm lành, không khởi niệm dữ, thì là Phật khỏi tu ngày nào. Cho nên Đức Thầy nói đó, lẽ nhiệm màu quyền bí nơi đây. Nhiệm màu với quyền biết ngay đây nè, chứ không ở đâu hết trơn. Mình chạy theo ngày hôm qua là mất nhiệm màu quyền biết, mình nghĩ tới ngày mai cũng mất nhiệm màu quyền biết, mà hiện bây giờ nó đang biết, đang thấy, đang nghe. Đó là nhiệm màu quyền biết.
buông hết tất cả, chỉ còn cái của mình thôi thì mình là Phật. Còn cái biết này nó dính cái gì thì nó bị kẹt cái đó, cho nên không làm Phật được. Mà thật sự ra thì nó không có dính, tại mình tầm mình cho là dính đó. Hồi nhỏ tới lớn mình thấy biết bao nhiêu cái thấy không, thấy trời trăng mây nước, thấy đầu phố, thấy nhà cửa, thấy xe ngựa, thấy đủ thứ hết, núi sông kinh rạch thì thấy hết. Nếu nó bị dính thì bây giờ tại sao mình vẫn còn thấy nè? Bây giờ mình nhìn cái gì thấy nấy nè. Như vậy mấy chục năm nay mình thấy đâu có dính gì đâu. Rồi nghe cũng vậy đó. Bây giờ trời gầm sấm nổ cũng nghe, bơm bay đạn rới thì cũng nghe. Rồi mấy chục năm nay vẫn nghe, hiện bây giờ cũng đang nghe nè. Cái nghe nó bị dính sao nó không kẹt ngay đó đi còn nghe được. Dạ. Thì như vậy cái thấy không dính, cái nghe không dính, thì cái thấy cái nghe là Phật đó. Tu ngay đó thì Phật rồi. Khác hơn cái là chúng sanh thì trụ, còn Phật thì vô trụ. Đó, thấy cái gì biết cái gì qua rồi thôi cho đi luôn. Còn mình á, thấy cái trụ lại. Thấy không? Ai nói nặng câu nhớ hai ba ngày chưa quên, đó trụ đó. Dạ. Ai nói gì nói tôi quên luôn, vô trụ. Thì tôi là Phật, chỉ có vậy thôi. Ai chữ quán tôi cũng quên luôn, ai đánh đập tôi cũng quên luôn. Đó, là Phật. Dạ. Còn bây giờ ai làm gì cái mình giận hờn nhớ người đó, hoặc mình thù ghét người đó, đó trụ đó là chúng sanh. Có phước duyên lắm thầy mới ân huệ cho mình, nói ngay cái chỗ thành Phật liền. Chứ hồi xưa đấy tu cần ai đâu có nói mấy hết màu nhiệm này, vậy làm lành lánh dữ làm công quả rồi không. Tôi từ năm 10 năm hầu thầy chưa nói. Tới cái ông mà Mã Tổ đó, mà đệ tử ổng là ông Hoàng Bá đó, đợi ông cầu đạo thì ông cho làm thị giả mỗi bữa bưng mâm cơm lên ha. Cái ông bẻ cái bánh làm hai, ông đưa ông ăn phần nữa rồi ông đưa cho ông này phần nữa. Ông khai ngộ đó là ông này cũng không ngộ. Mà như vậy đó, theo hầu thầy bưng bánh lên bài vậy là 3 năm không ngộ. Cuối cùng cái bữa đó ông dắt đi vào vườn thì thấy bầy le le bay ra. Cái ông hỏi cái gì đó con? Cái ông học trò nói bạch thầy con vịt trời. Rồi ông nói nó đi đâu rồi? Cái ông học trò ấy nói nó bay qua rồi. Thì ông Mã Tổ ông kéo và ba cái lỗ mũi, cái đau quá là ông là cái quá rồi. Thì ông nói nó đi qua rồi sao còn biết đau. Thấy chưa? Khai ngộ đó. Đưa cái bánh cho mỗi ngày mà không ngộ được là nó cái thấy. Tôi cầm tay tôi đưa ra là cái tâm tôi đưa, mà chú dòm thấy, cái thấy của chú là Phật đó. Nhưng mà 3 năm ông này ông không ngộ mà ông không giải. Cuối cùng sao cái ông mới véo cái lỗ mũi cho đau. Đau thì cái người biết đau được Phật đó. Cho nên nó nói bay qua rồi sao còn biết đau la nó quá đó. Thì ông về ông nhận được. Ông nhận được mà chưa tàn vô giác mới ngộ meo meo thôi. Bữa đó hỏi đó hơi rồi hát tiếng ông này giật mình biết lỗ tai trong ba ngày. Thì đó mới triệt ngộ đó. Dạ. Khai ngộ cái thấy. Mà chưa ngộ nổi sao khai ngộ cái biết là nhéo ra mũi cho đau. Cái biết đau. Cái nhìn thấy cái gì cũng thấy là biết, phải không? Là Phật. Cái biết đau cũng là Phật. Thì ông này ngộ meo meo rồi. Ông hét rồi cái biết lỗ tai ba ngày luôn. Tức là cái nghe. Đó. Ông la cái gì phải nghe. Mà nghe cái này quên hết trơn, cái buồn vui thương ghét quên hết trơn tất cả những cái khác. Thì ngay lúc đó là ngộ Phật. Thì ông này ông ngộ đạo. Dạ. Rồi tới sau ông này á, ông mới thiết lệ học trò nghe. Mà gặp cái ông học trò là ông Hy Dẫn. Lại là ông còn tuyệt vời hơn thầy nữa. Ông mới kể lại ta ở trong cái hội của Hoàng Bá đó. Nè. Ta ở cái hội Mã Tổ đó, mà ông Mã Tổ hát một tiếng á, ta phải điếc lỗ tai ba ngày. Thì ông Hy Dẫn là ông nghe nói vậy, ông le lưỡi, ông ngộ đạo.
Thì ông Mã Tổ ông nói á, cái biết á mà bằng thầy đó thì kém hơn thầy nửa đức, mà cái biết hơn thầy thì đáng tiền cho. Tức là ông nói ông Hy Vận hơn ổng, ổng trực tiếp bị ông thầy hét điếc lỗ tai mới ngộ, còn ông này ổng nhắc lại thôi, mà ông này ổng chỉ nghe nhắc lại thôi mà ổng ngộ đạo, cho nên ông nhạy bén hơn thầy nữa, cho nên ông truyền pháp cho ông này là tỏ ngộ Hy Vận đó. Cái này cũng là cái pháp môn kiến tánh đó, nãy giờ tôi nói đó là pháp môn kiến tánh không đó, nhưng mà cái cách độ đời mỗi người mỗi khác đó. Bây giờ tới thiên thầy mình đời nó hết rồi, thầy không có bắt buộc mà lâu nữa, khai ngộ liền cho mình nhận liền để mình tu cho kịp, chứ nếu để theo hậu 5-10 năm chết rồi còn đâu tu. Ông kêu lại cái ông để cái cửa hở vậy nè cho ông thầy, ông trời vừa bước vô cái ngạch cửa đó ông đóng cái dập nát cái chân cái chân, thì chừng đó ông trời mới tỏ ngộ, què cái chân luôn mới tỏ ngộ đó. Còn tỏ ngộ cái gì biết không, là vì ông nói ông giải hoài cứ chạy theo danh tự hoài đâu có ngộ, đóng cái chân đau quá đau thì phải nhận ngay cái biết đau là thật rồi. Chừng đó ông học trò ông tỏ ngộ, ông nói là thầy bữa nay con ngộ đau rồi, ngộ đau phải què hết cái chân vậy đó, còn bây giờ thầy ngộ cho tôi, thầy chỉ cho tôi nói cho nên biết cái biết này nặng liền, có bị què chân, có bị đau đớn gì đâu, hay có kẹt 5-7 năm đâu, mà bây giờ nghe được liền này, có bước hơn người xưa dữ lắm nè. Còn tôi đó không phải chỉ vô đời tôi phải 40 năm, 40 năm mới ngộ được cái thử thách, chứ không phải dễ đâu. 40 năm ba cầu đạo thiết tha mới hay ra được Phật tích là ta, cái bài đi đó là tôi nói tôi đó. Còn bây giờ mấy chú nghe tôi nói ngộ liền bây giờ đâu có mất 40 năm đâu, đỡ hơn biết nhiêu phải không? Kính thưa quý vị, tiếp theo có một cái đồng đạo hỏi lúc này thế giới bi ai, chẳng nói dáng dài Phật nọ tích tâm. Thì bây giờ cái câu đó Đức Thầy ra lời nói hồi năm 39, nhưng mà lúc đó nó bi ai, nhưng mà bi ai nhẹ hơn đệ nhị thế chiến. Rồi bây giờ thế giới bi ai nữa mà bi ai nặng hơn, tức là đệ tam thế chiến, có thể đưa đến cái chỗ chiến tranh tận diệt để lập đời thượng hoa. Mà nếu thế giới bi ai rồi chỉ còn tu có một cách, là chẳng nói dáng dài Phật nọ tích tâm, phải nhận ra cái tâm Phật của mình là mới khỏi bi ai, phải nhận ra cái tâm Phật của mình mới cứu khổ diệt khổ, phải nhận ra cái tâm Phật mình mới cải quán cuộc đời luân hồi sinh tử. Nếu không nhận ra cái tâm Phật mình thì tu theo ngoại đạo, không nhận ra cái tâm mình thì lạc vào tà kiến, không nhận ra cái tâm mình thì tu ở trong vòng sáu méo luân hồi, chứ không còn cách nào khác hơn nữa. Vì vậy mà cái tâm không phải là khó hiểu, cái tâm cũng không phải là xa sắc, cái tâm cũng không phải là trên trời dưới đất vậy, mà cái tâm là cái đang có, cái sẵn có của mình từ nào giờ. Nếu cái gì ở đâu tôi đem về, cái đó không phải của tôi. Mà nếu cái gì tôi tạo ra được thì cái đó là giả tạm, không thiệt. Còn cái này nó sẵn có của tôi hồi nào giờ, và ngàn muôn năm sau nó vẫn còn. Và Phật Di Đà ở bên thế giới Di Đà cũng là Di Đà, xuống đây độ chúng sanh ngàn muôn kiếp độ đời cũng là Di Đà, rồi vô lượng kiếp sau ngàn muôn năm sau cũng là Di Đà, chứ không có ông nào khác hết trơn. Thì cái tánh Phật mình nó giống như vậy, ngàn muôn năm sau, hàng triệu năm sau cũng tánh Phật này, nhận ra chỗ này thành Phật, chứ không ai nói lý nào khác hơn được. Cho nên quá khứ Phật nói như vậy, hiện tại Phật nói vậy, mà vị lai Phật cũng nói như vậy, cũng đều là nói cầu Phật tích tâm, chứ không có Phật nào nói khác hết. Vì vậy mà mình muốn thành Phật phải biết cái tâm, mình muốn thành Phật thì phải biết Phật, còn nếu không biết tâm, không biết Phật thì tu không kết quả gì hết, cũng như không, cũng như đi đường mà không biết đường thì đi đạo, không khi nào đi tới hết. Đi đường phải biết đường, nói Phật phải biết Phật, nói tâm phải biết tâm. Thì bây giờ cái người biết tâm, cái người nói tâm, cái người đó là tâm đó. Bữa nay tôi giải trắng trời cái chữ tâm rồi đó, anh em nào nghe cũng hiểu chưa, phải không? Ai là người biết tâm nói tâm, ai là người tìm tâm kiếm tâm, thì cái người đó là tâm. Mình không nhận đi kiếm tâm nữa là sao có tâm, mình không nhận Phật đi kiếm Phật nữa là sao có Phật. Cái chỗ này nếu mà nhận được
thì tu với ở cần không có hết trơn, vì nó vốn là Phật sẵn rồi, mình đừng có thêm bớt gì nó hết trơn, thì nó là Phật. Rồi thêm mắm thêm muối dặm này dặm kia mất Phật luôn. Thì cái đó trong kinh Phật có nói, thiền nhãn thông, tức là con mắt thấy cả mười phương thế giới, thấy các cõi trời rồi luôn đó, đó là thiền nhãn thông. Mà chính cái đó tôi đã có nhìn thấy được rồi đó. Có khi nửa đêm tôi nằm, tôi thấy cả tam thiên đại thiên thế giới luôn, thấy các cõi trời luôn đó. Cái đó gọi là thiền nhãn thông đó. Đó là thiền nhĩ thông, tức là cái lỗ tai mình nghe được các thứ tiếng ở ngoài, nghe được tiếng côn trùng thảo mộc rồi luôn, nghe được tiếng vạn vật, chẳng những nghe tiếng người mà tiếng cầm thú nó nói chuyện mình cũng nghe được luôn, gọi là thiên nhĩ thông. Tha tâm thông, tức là được biết tâm niệm của chúng sanh, cũng như mình khởi cái tâm niệm gì đó, mình có cái niệm tưởng lành thiện dữ gì đó, thì cái người tha tâm thông ta biết rồi, biết mình niệm cái đó cái gì. Vì vậy mà mình ở đây mình giá nhờ Phật độ mình đó, thì Phật biết cái tâm niệm của mình rồi thì Phật độ mình, đó là tha tâm thông. Thành ra trong đó nó là ba cái thông trong sáu cái thông. Thành ra thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi túc mạng thông, rồi thần túc thông, rồi tha tâm thông, mới lậu tận thông. Nó đủ là sáu cái thông. Nên nãy chú hỏi là ba cái thông tôi giải vậy đó. Dạ vậy chỉ còn ba thêm ba, cho con thêm ba cái thông sau đó đi ông Năm. Dạ dạ. Giải ba cái thông kia luôn ha. Dạ dạ. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông. Túc mạng thông tức là mình dòm người ta, mình thấy người ta, mình biết cái người đó kiếp trước ở đâu, con của ai, ở cõi trời nào xuống đây hay ở địa ngục lên, làm biết được liền, kêu bằng túc mạng thông. Dạ. Còn thần túc thông á là như một quyền liên vậy đó, nhảy lên cái bay khắp nơi như tề thiên vậy đó, đàn dân giá võ đó, đó kêu là thần túc thông. Còn cái lậu tận thông đó là cao nhất, cái lậu tận thông thì thành Phật mới có lậu tận thông, còn cái bậc tiên bậc thánh đó chưa có lậu tận thông, ngũ thông thôi. Cái lậu tận thông là rốt sạch kẹp phiền não mê si, tâm luôn thanh tịnh nhất là không còn sao động nữa. Cái người được cái lậu tận thông đó là chứng quả A-la-hán, cho nên không có bị luân hồi sinh tử. Cũng giống như nước vậy đó, mình đóng lâu rồi nó trong sạch rồi đổ cặn bỏ luôn, chừng đó tới sau dù lắc cách nào nó không có đục trở lại, đó là lậu tận thông. Còn mấy cái thông kia cũng như nước lắm cặn mà còn nó đục ở dưới, cho nên lắc cái đó đục lại. Các cõi khác, cõi tiên, cõi thánh, các tôn giáo khác dạy tu đó đều là như nước còn cặn, còn chỉ có Phật á mới đi đến chỗ rốt ráo lục thông là không còn luân hồi trở lại nữa. Dù có lắc có gì đến đâu cũng không có cặn. Dù có Phật nói buồn giận ghét thương, Phật cũng không có bị buồn giận ghét thương. Còn như bậc tiên thánh có gì tâm còn khởi buồn giận ghét thương, rồi vẫn xa đã tu lại nó chứ chưa giải thoát được. Cái ý nó là như vậy. Thành ra như vậy tôi đây là kể sơ sơ lục thông là nó như vậy. Tôi nói tại sao mấy chú nghe được, mấy chú thấy tôi được. Cái đang thấy, đang nghe, đang biết của mấy chú, cái đó là Phật cao sâu lý diệu và mười không môn. Tu nghe cái chỗ này thành Phật liền, không có nói mơ mốt gì hết. Đây là cái tuyệt diệu mà thầy khai ngộ cho tôi. Thầy nói rằng để cho người ta tu từ thấp lên cao, đệ tử Phật tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, chết hết không kịp, đời tới rồi. Tu học Phật tu nhân cũng không kịp luôn. Mà bây giờ thầy khai ngộ cho đệ tử tu thẳng ngay cái biết mình là Phật, buông hết tất cả cái không biết ra, sống thẳng với cái biết thì thành Phật liền, không có nói mơ mốt gì hết. Đây là pháp môn tuyệt diệu mà từ hồi nào đến giờ không ai biết. Cho nên Đức Thầy khai ngộ cho tôi, Đức Thầy nói Thầy cho phép đệ tử nói cái chỗ này để giúp cho tín đồ Thầy tu đắc đạo, kịp với cơ thành diệt. Đây là pháp môn tuyệt vời. Hồi xưa đó, những người quy y theo các vị thiền sư, các vị tổ đó, học đạo 20-30 năm chưa dạy mấy chỗ này. Còn bây giờ mình được cái phước, cái ân huệ đời tới rồi, nếu chờ 20-30 năm mới dạy người ta chết hết rồi sao tu được. Thành cho thầy giải thẳng liền bây giờ luôn, cho mình ngộ ngay đó liền, hiểu đạo, tu, chứng đạo luôn ngay bây giờ, không nói mơ mốt gì hết. Cái thân này nó không biết nên cho người chết. Tất cả vật chất đều không biết hết, xe cộ, nhà cửa, lầu phố, trời trăng, mây nước, núi sông rạch đều không biết hết. Trên dương thế hữu hình tất lại. Cái núi thì 1000 năm cũng tiêu,
thấy không? Cái nhà mấy chục năm cũng tiêu, cái thân này không đầy trăm tuổi cũng chết, cái biết đời đời bất diệt bất sanh không bao giờ chết, Đức Di Đà ở bên cõi Tây Phương cũng cái biết này, lâm hàm xuống đây độ chúng sanh cũng cái biết này, Đức Thích Ca cũng có biết này, Đức Di Lặc cũng có biết này, mình cũng có tận cái biết này, thì mình tu thành Phật như các ông đó, không sợ gì hết. Cái đạo Phật rất hân hạnh hơn các đạo khác ở chỗ đó. Theo đạo Chúa, tu không được thành Chúa, làm đệ tử Chúa hay làm con Chúa trên trời. Cái đạo tiên, tu không được thành tiên, theo ôm gói sách chấp cho mấy ông tiên. Đặc biệt cái đạo Phật, Đức Phật cho mình có quyền thành Phật bằng với ông Phật luôn. Khỏi phép hầu hạ Phật, phải làm đệ tử Phật luôn. Chưa ngộ đạo, chưa thành đạo thì đệ tử Phật, mà thành đạo rồi thì mình cũng bằng với ông Phật. Cái chỗ này là đạo Phật cao quý hơn các đạo khác, là chỗ đó. Với cái chùa Lôi Âm. Tại sao kêu chùa Lôi Âm? Cái núi đó là tên Linh Thứ Sơn, thấy không? Cái chùa đó là chùa Linh Thứ đó. Nhưng mà cái tiếng nói của Phật hơn hết các tiếng các đạo trên thế giới, cho nên gọi là Lôi Âm. Cái tiếng cũng như cái tiếng sấm nổ, tiếng lôi nổ, không có tiếng nào bằng hết. Các đạo không có đạo nào có cái lý giải khác mà tu thành Phật liền như Đức Thích Ca dạy hết. Cho nên thầy mình là lãnh đạo thay mặt cho Thích Ca, thay mặt cho Thượng Đế, thầy mình là Phật Di Đà. Chúng đây khai mở cho mình tu thành Phật liền, kịp với con thành viện. Ngày nay mình gặp đạo gặp thầy là công đức vô lượng. Những người có duyên có phước, Đức Thầy dẫn chuyển trở lại con đường tu, kịp với con thành viện, mình được về thế giới Phật luôn. Đó. Còn nếu tu dở dở, làm lành nín dữ, tu dở dở ăn chay niệm Phật, cúng lại hai thời, thì cũng được sống làm nhân môn thượng, sống 10 năm rồi tu thêm nữa. Còn nếu anh em có trình nữa, bữa nay tôi nói cái tâm Phật, anh em nhận liền, anh em thành Phật luôn, khỏi làm dân quân thượng nữa. Dân quân thượng thì hết quân thượng tới quân hạ, sống 10 năm là hết phước, phải rớt xuống. Còn thành Phật luôn thì đời đời bất diệt, chẳng những độ mình lên mình, độ cả gia đình, cả dòng họ, độ luôn cả chúng sanh. Trời một mặt sáng cùng thiên hạ, cầu một cây đưa cả muôn người. Tu hành cũng giống thế thôi, về sâu đức rộng được ngồi thẳng cao. Mình tu lắc đạo rồi, độ cả thiên hạ, độ ông bà, độ cha mẹ, độ hết chủ nghiệp, độ luôn. Đây là cái cao quý nhất trên đời, mà mình được cái đặc ân, được cái duyên tốt, khiến Đức Thầy dạy cho mình ngay cái chỗ này, để thành Phật. Còn anh em có mặt hôm nay, cũng nhờ cái nhân duyên đó ở trên trận chuyển cho, mới được như vậy. Đây là việc tốt chung với nhau, mình tu để cùng kết quả với nhau. Rồi đây tôi về trển rồi thì mấy ông cũng về với tôi, có duyên với nhau mới gặp nhau vậy. Thì mình chắc với nhau, tới Phật hết, không bỏ ai dọc đường hết đó. Tu là giải quả nên tinh chắc, tu mới sáng đời hải khuyến nhau. Nếu mất sự tu, trong lẽ sóc người như địa ngục đặt chân già. Ở bây giờ mình quên tu hay xa ngã rồi, như rớt vào địa ngục. Mà mình quên được rồi thì Phật tiên độ ông bà cha mẹ mình lên hết. Mà mình rớt xuống ông bà mình cũng rớt. Cho nên quan trọng lắm, mình phải tu hy sinh vì đạo nghĩa, hy sinh vì ông bà, hy sinh vì chúng sanh. Chứ đừng có tu cá nhân mình. Cá nhân mình lỡ rớt có mình không sao, mà cả đại cuộc thì không lẽ mình rớt bỏ sao chết hết. Thì vậy nhờ vậy đó mình tu nó mạnh. Kể ra đó là một cái cõi trần bây giờ đang ở nè, mới là có một tiểu thiên thôi. Rồi 1000 tiểu thiên đó nhân ra mới thành một trung thiên. Rồi 1000 trung thiên đó nhân ra mới thành một đại thiên. Thành ra tam thiên đại thiên thế giới nó có hàng tỷ tỷ thế giới, chứ không phải là một thế giới. Mà đều là ở trong sanh già bệnh chết hết, chứ không có ai khỏi hết á. Cho nên một vị Phật ra đời là làm giáo chủ cả tam thiên đại thiên thế giới luôn, dạy cho chúng sanh tu giải thoát luân hồi sinh tử. Đó. Cho nên mình niệm ta bà giáo chủ là niệm Đức Phật Thích Ca, giáo chủ hết cõi ta bà này. Đó. Bạn mình tu về cõi Phật không còn luân hồi sinh tử khổ đau nữa. Tiểu bổn sư, bổn sư là thầy ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thầy các cõi trời, cõi thần, cõi người, súc sanh, địa ngục, ma quỷ luôn. Thích Ca đó, tiểu Thích Ca là năng nhân, tất nhiên là cái người có tài giỏi hơn ai hết, từ trí thức
từ văn chương, từ võ nghệ, Thích Ca giỏi hơn hết. Thời nhỏ lớn lên không ai thi đấu bằng hết, kêu bằng năng nhân. Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đó chữ Mâu Ni là tịnh, mặt là lặng lẽ, cái tâm của Phật lặng lẽ thanh tịnh. Nhớ là mình sống ngay cái tâm thanh tịnh là mình thành Phật Thích Ca đó. Cái Mâu Ni là cái nghĩa nó như vậy, cái tâm lặng lẽ thanh tịnh. Chữ Phật, Phật là giác ngộ, là cái biết. Hiện giờ mình đang có cái biết, mình đăng ra cái biết này để cho nó thanh tịnh, đừng vọng động, đừng sao chiếc, đừng ô nhiễm, thì mình cũng thành Phật như Đức Thích Ca vậy đó. Mình niệm như vậy là ba lần phải không? Rồi Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy đó. Phật Tổ là Đức Thích Ca Mâu Ni, Phật Thầy là Đức Thầy mình, Đức Quỳnh Giáo Chủ đó, là Phật Thầy Tây An trở đây, cũng là Phật Di Lạc Lâm Phàm. Mình niệm Phật Tổ Phật Thầy là mình niệm Thầy mình với Đức Thích Ca, là Đức Di Lạc với Đức Thích Ca đó. Phật Tổ Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần Trăm Quang đó. Quang Thượng Đẳng Đại Thần là Đức Nguyễn Trung Trực. Trăm Quang là 100 vị quan hò vua dứt mức từ đời Đinh Ly, Đinh Lý Trần trở lại đây, Đinh Lê Trần Lý trở lại đây, đều được tái kiếp trở lại đây hết. Cho nên Thầy mới kêu bình nguyện Quang Thượng Đẳng Đại Thần Trăm Quang Cựu Thần. Ngày giờ Thầy về lập hội Long Hoa có đủ Trăm Quang, có Quang Thượng Đẳng Đại Thần luôn. Trăm Quang Cựu Thần rồi Chư Vị Sơn Thần đó. Chư Vị Sơn Thần là các vị thần núi, các ông chư vị trên núi trị bệnh rất tài. Cho nên nguyện cái bài đó có ai bệnh thì các vị đó người ta trị cho mình. Chư Vị Sơn Thần là năm non bảy núi đó. Tức năm non là năm cái dồ ở trên núi Ông Cấm, nghĩa là dồ đầu, dồ bùa hông, dồ ông bướm, dồ thiên tế, dồ cây quế đó. Ở trên núi Ông Cấm có năm cái dồ đó, dồ cây quế là dồ bà bây giờ đó. Đó, rồi bây giờ bảy núi, bảy núi là bảy cái núi ở vùng Thách Sơn đó. Thiên Cẩm Sơn đó, rồi Liên Hoa Sơn, rồi Ngũ Hồ Sơn, rồi Ngũ Đài Sơn, rồi Phụng Hoàng Sơn, rồi Thủy Đài Sơn, đó là bảy cái núi. Rồi Liên Hoa Sơn là núi dài, Hoa Long Sơn là núi dài đó, rồi Liên Hoa Sơn, Hoa Long Sơn đó, còn cái Liên Hoa Sơn là núi tượng, còn cái mà núi Cấm là Thiên Cẩm Sơn, núi Ông Tô là Phụng Hoàng Sơn. Nó trong cái Thất Sơn này nó có bảy cái núi đó là quan trọng. Sau này núi Cấm nó dở ra đền chùa, đền Tràng Điện Ngọc, rồi các núi xanh lên là đền của các vị quan hò vua. Cho nên mình tu sau này mình về được làm dân ở chỗ đó đó. Nhà vàng điện ngọc, cung điện không à, không có ở nhà cây nhà đá như bây giờ nữa. Mình tráng tu sau này được hưởng cái đó. Năm non bảy núi cảm ứng chứng minh đó, mình trình cho các vị thần thánh đều ta chứng minh hết. Bây giờ nay con nguyện cải hối ăn năn đó. Cải hối ăn năn là hồi xưa tôi không biết, tôi làm tội lỗi, tôi làm sai quấy, tôi không có tu. Bây giờ mình quyết làm lành, làm tốt, làm phước, tu hiền là cải hối ăn năn. Rồi làm lành bánh dữ, làm 10 điều lành chứ không làm 10 điều ác. Tu hành theo Phật đạo đó, mình tu theo lời của Phật dạy, theo đường lối của Phật để thành các vị Phật ở bên Tây Phương, để mà trở lại cõi trần này độ tất cả chúng sanh, trong đó có của người Thích Tổ mình, có mình cũng. Rồi Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng đó. Nghĩa là cái câu nguyện thứ nhất là mình cầu cho Thiên Hoàng là ông vua trời, Địa Hoàng là ông vua đất tức là ông phủ, Nhân Hoàng là ông vua người đó. Ba cái này sau này thì hội lại hết để độ chúng sanh, để cho chúng sanh thấy ba cõi luôn tới ngày sắp tới đây. Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Long Hoa Hải Hội, tức là cái hội Long Hoa này nó rộng lớn như biển, gồm có năm châu thế giới về đây dự hội luôn. Thượng Phật Từ Bi, Phật Dương độ chúng thế giới Việt Nam. Thượng Phật Từ Bi là biết ai không? Tức là Đức Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ cõi Ta Bà, là Thượng Phật Từ Bi. Phật Dương biết ai không? Phật Dương là Đức Di Lạc, là vua Phật, ngài thay cho Đức Thích Ca làm giáo chủ cõi Ta Bà. Cho nên các Phật khác đều nhỏ hơn ông Phật Dương này hết. Rồi có chỗ nói Minh Dương trị chúng thế giới Việt Nam đó. Phật Dương là ông vua Phật, các nước đều phải nghe theo. Minh Dương là ông vua của cõi trần này, gồm có bốn châu thiên hạ đều trở về với ông vua đó. Mà ông vua đó là ai? Tức là ông Minh Mạng trở lại, xin cõi trần này lại với Đức Thầy,
để mà lập hội Long Hoa để dạy cho mình tu hành, cứu cho mình sống, không có ông vua đó mình chết mất mạng rồi. Yeah.